Chào mừng các bạn đến với kênh Tô Full Review. Đây là video chuyện audio. Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 2530 đến 2534. Tập 2530. Không tốt. Diệt thần ánh mắt biến đổi, hắn vạn thú thiên tinh, bàn về phẩm chất, có thể kém hơn viên vô đạo hoang long thiên tinh. Một khi hai ngôi sao va chạm, vậy hắn vạn thú thiên tinh, nhất định phải bể tan tành nổ tung, gặp tai họa ngập đầu. Dẫu sao, viên vô đạo vẫn là còn thật cảnh bảy tầng thiên cao thủ, hắn còn thật linh khí cũng bơm vào ở đó viên hoang long thiên tinh trên vậy hoang long thiên tinh uy thế lại là bá đạo lý thanh sơn và lý phi tuyết đều ở đây vạn thú thiên tinh trên một khi ngôi sao này bị đụng nát bọn họ chỉ sợ cũng khó thoát tai ách bắt quái lò luyện đan hạ xuống trong lúc nguy cấp diệp thần quát lên một tiếng lớn cả người hồng mông nguyên khí bùng nổ mà là đế tạo ra được một tòa khổng lồ lò luyện đan cái lò luyện đan này xuyên qua vô số nặng thời không không biết có bao nhiêu to lớn phía trên đóng dấu trước huyền diệu bát quái tinh vị hưng hực thiêu đốt lò lửa không ngừng gào thét diệp thần toàn lực bùng nổ chỗ tòa này bát quái lò luyện đan khí tượng hiện ra đến trình độ cao nhất trong lò luyện đan nhúc nhích các loại thần hỏa nhan tuyền nhi vậy ở trong đó không ngừng thiêu hủy gầm thét vù vù bát quái lò luyện đan một tí chấn động chắn vạn thú thiên tinh trước mặt viên vô đạo hoang long thiên tinh ầm một tí lại có thể trực tiếp rơi vào trong lò luyện đan đi tựa như một viên thuốc gặp phải vô tận liệt hỏa thiêu hủy phúc ở hoang long thiên tinh rơi vào lò luyện đan trong nháy mắt diệp thần như là gặp to lớn chấn động miệng phun máu tươi viên này hoang long thiên tinh uy áp quá lớn hơn nữa còn có viên vô đạo bản thân ý chí võ đạo diệp thần cứng rắn tiếp theo chợt cảm thấy ngập trời áp lực lò luyện đan vậy rắc 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 rắc, rắc nổi lên mạng nhện vậy vết rách ha 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 thằng nhóc ngươi không tự lượng sức dám đón đỡ ta tinh thần chẳng lẽ ngươi còn muốn luyện hóa phá cho ta viên vô đạo ngửa mặt lên trời cười lớn tràn đầy khinh thường pháp quyết một nặn lập tức thúc giục hoang long thiên tinh muốn đột phá diệp thần lò luyện đan trói buộc hống vô số long dọn ra gầm thét vang lớn ở bát quái trong lò luyện đan vang tới hoang long thiên tinh bên trên đếm không hết hoang cổ thiên long ảnh không ngừng đụng tàn phá lò luyện đan trên bạo phát ra vạn nặng long ảnh vết rách càng ngày càng lớn mắt xem sẽ bị hoang long thiên tinh xông phá đi ra tiền bối giúp ta giúp một tay Diệp Thần cắn răng, nhưng là cảm thấy to lớn áp lực. Lấy trước mắt hắn trạng thái, muốn đối kháng viên vô đạo pháp bảo đụng, vẫn có chút quả cố hết sức. Dẫu sao, viên này hoang long thiên tinh, là thứ thiệt hỗn độn chí bảo, phẩm chất so với vạn thú thiên tinh còn lợi hại hơn, không phải Diệp Thần có thể khống chế được. Được, ngôi sao này đưa đến ngươi trong lò luyện đan tới, vậy chúng ta ngày hôm nay trực tiếp luyện hóa. Thái huyền trận hoàng ánh mắt bùng nổ ác liệt ánh sáng, viên này hoang long thiên tinh, phẩm chất bên trên ngồi, liền hắn đều động tâm. Nếu như đem ngôi sao này hoàn toàn hòa tan, đem phía trên sinh tồn hoang cổ thiên long, vậy toàn bộ luyện chế thành đan dược, vậy thì thật là một đêm chợt giàu, không biết sẽ có bao nhiêu lớn thu hoạch. Giao. Lập tức Thái Huyền trận hoàng vậy không do dự, toàn bộ lực lượng chiếu đến Diệp Thần trên mình. Oanh. Diệp Thần đạt được Thái Huyền trận hoàng lực lượng bơm vào, nhất thời hơi thở tăng vọt, đạt tới kinh khủng bước, lập tức liền ổn định bắt quái lò luyện đan, cũng nhanh chóng chữa trị khỏi vết rách chuyện gì xảy ra? Viên vô đạo thấy một màn này, chợt cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy Diệp Thần ngay tức thì giống như là biến thành người khác vậy, đổi được vô cùng hung hãn. Thái Huyền giết Long trận. Diệp Thần lang quát một tiếng, một tay khống chế bát quái lò luyện đan, một tay kia liền liền ký kết trận văn pháp ấn, từng cái trận văn ngay tức thì hình thành một cái Thái Huyền giết Long trận bao trùm ở bát quái lò luyện đan phía trên. Ngao. Cái này Thái Huyền giết Long trận liền che phủ đi lên, trong lò luyện đan hoang long thiên tinh lập tức truyền ra kêu thảm thiết vô số hoang cổ thiên long tựa hồ gặp áp chế phát ra gầm thét thái huyền giết long trận có áp chế long tộc huyết mạch hiệu quả ngày xưa diệp thần đối chiến phong vô cực thời điểm rất miễn cưỡng đem người này tu vi từ con thật cảnh đỉnh cấp áp chế đến và mình giống nhau tầng thứ có thể tưởng tượng được trận pháp này có lợi hại dường nào hiện tại thái huyền giết long trận bao trùm ở bát quái lò luyện đan trên lập tức hung hăng áp chế hoang long thiên tinh tất cả hoang cổ thiên long đều bị chấn áp gầm thét liền liền liều mạng vùng vẫy nhưng vùng vẫy không đi ra dưới mắt diệp thần đạt được thái huyền trận hoàng tu vi bơm vào lực lượng hạng bàng bạc một trưởng liền có thể chấn áp trăm triệu vạn thiên long vậy hoang long thiên tinh căn bản lật không dậy nổi sóng ta pháp bảo à viên vô đạo có vẻ sợ hãi chỉ cảm thấy mình và hoang long thiên tinh liên lạc lập tức bị áp chế rất nhiều pháp bảo lại có thể không nghe sai sử pháp quyết liền liền thả ra ngoài cũng không cảm giác được đáp lại bát quái thiên đan thuật luyện hóa cho ta diệp thần ánh mắt run lên lại là đánh ra đạo đạo pháp ấn rơi vào vậy bát quái trong lò luyện đan phải đem đúng ngôi sao hòa tan đem tất cả hoang cổ thiên long toàn bộ luyện chế thành thuần long đan thằng nhóc ngươi dám viên vô đạo vô cùng tức giận muốn bạo đánh ra đoạt lại pháp bảo nhưng bước chân động một cái nhưng phốc xích một tiếng đụng phải cự lực cắn trả lập tức hợp máu lúc đầu diệp thần luyện hóa pháp bảo của hắn nhan tuyền nhi bùng nổ đem đúng viên hoang long thiên tinh đều không ngừng nướng tinh thần bên trên khắp nơi lửa cháy mạnh lao nhanh nham thạch nóng chảy gầm thét điều điều thiên long chết bị to lớn đánh vào pháp bảo bị tổn thương dưới viên vô đạo vậy được cắn trả lập tức hộc máu bị thương cha viên vô thương thấy phụ thân bị thương nhất thời hoảng hồn không biết như thế nào cho phải lần này thật là đá tấm sắt hắn tuyệt đối không nghĩ tới diệp thần lại có thể sẽ như thế lợi hại La Vân Phong cũng là một hồi kinh hoàng, không ngờ tới sẽ có này cùng biến cố. Vậy Hoang Long Thiên Tinh, nhưng mà phủ thành chủ An Thân lập mạng căn bản, một khi pháp bảo này bị luyện hóa, vậy phủ thành chủ liền hoàn toàn xong đời. Mau ngăn lại hắn, đừng để cho thằng nhóc kia được như ý. Viên vô đạo liền liền gầm thét, lại cũng không cách nào giữ bình tĩnh, một khi mất đi Hoang Long Thiên Tinh, hậu quả không cách nào tưởng tượng. Giết. Viên vô thương và La Vân Phong nhìn nhau, hai người đều vô cùng ăn ý, lập tức mang phủ thành chủ tất cả vệ binh hướng trên bầu trời diệp thần lướt đi hiện tại diệp thần tất cả tâm thần đều đặt ở bát quái lò luyện đan trên muốn luyện hóa hoang long thiên tinh tuyệt đối không thể phân thân chiến đấu đây là bọn họ cơ hội đại ca chú ý lý thanh sơn thấy viên vô thương và la vân phong dẫn người đánh tới vội vàng lớn tiếng nhắc nhở chỉ sợ diệp thần xảy ra chuyện diệp thần như là một mặt chấn định hiện tại hắn đạt được thái huyền trận hoàng lực lượng bơm vào chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động căn bản không sợ người của phủ thành chủ. Huyền môn cửu kiếp trận, cho ta chặn lại. Diệp thần thong thả, tay phải khống chế bát quái lò luyện đan, không ngừng luyện hóa, tay trái đánh ra đạo đạo trận văn, ngay tức thì bố trí ra một cái khổng lồ trận pháp, chính là huyền môn cửu kiếp trận. Oanh! Cái này huyền môn cửu kiếp trận, một bố trí ra, nhất thời thiên điện nước lửa, sấm sét mưa gió vân. Vân các loại thiên tai kiếp nạn, liền bộc phát ra. Mặc dù Diệp thần không thể phân thân chiến đấu, nhưng là, dựa vào trận pháp thủ đoạn hắn đủ để ngăn cản viên vô thương các người à, rất nhiều phủ thành chủ vệ binh gặp phải huyền môn cửu kiếp trận đánh nhất thời phát ra kêu thảm thiết lập tức bị vô tận thiên tai đánh giết hài cốt không còn viên vô thương và la vân phong con ngươi co giúp một cái vội vàng rút người ra lui về phía sau lấy bọn họ thực lực trận pháp này tự nhiên không tổn thương được bọn họ mau phá trận viên vô đạo lớn tiếng kêu gào theo hoang long thiên tinh không ngừng bị luyện hóa hắn gặp cắn trả cũng không ngừng càng sâu nội tạng bị từng cơn đánh vào thương thế càng ngày càng nặng nếu như trì hoãn tiếp nữa diệp thần hoàn toàn luyện hóa hoang long thiên tinh vậy hắn nhất định phải chết đáng chết viên vô thương cắn răng nhìn trước mắt cái này huyền môn cửu kiếp trận khắp nơi thiên tai khắp nơi kiếp nạn trận pháp vô cùng ảo diệu nơi nào có tốt như vậy phá trận pháp chi đạo hắn vốn là một chữ cũng không biết liên liên một cái đơn giản u minh cửu cung trận đều không thể phá giải chớ nói chi là cái này phức tạp huyền môn cửu kiếp trận. Thiếu gia, để ta đi. La Vân Phong hít sâu một hơi, trong lòng tựa hồ nhưng là có cái gì quyết đoán. La thống lĩnh, chẳng lẽ ngươi muốn? Viên vô thương sửng sốt một chút, nhất thời vậy đoán được. Thiếu gia, ta tự bạo, nổ tung trận pháp này, tiếp theo liền giao cho ngươi. La Vân Phong cắn răng, lập tức xông vào huyền môn cửu kiếp trong trận, không cùng viên vô thương kịp phản ứng, trực tiếp tan giã tự bạo oanh la vân phong thân thể ở trận pháp bên trong nổ lên lập tức nổ lên một hồi động trời sóng hắn nhưng mà còn thật cảnh cao thủ tan giã tự bạo uy lực hạng bàng bạc không tốt diệp thần mặt liền biến sắc không nghĩ tới la vân phong lại có thể sẽ tự bạo ùng ùng theo nổ rơi xuống toàn bộ huyền môn cửu kiếp trận ngay tức thì liền bị trùng khoa tất cả trận văn tan vỡ linh khí hu hu lưu tán lập tức tan vỡ vô hình cái này huyền môn cửu kiếp trận mặc dù tuyệt diệu nhưng cái gọi là một lực phá mười đúng dịp chỉ cần lực lượng đủ bàng bạc cái gì kỹ xảo đều là vô căn cứ loại cấp bậc này võ giả tự bạo dĩ nhiên là khủng bố căn bản không phải huyền môn cửu kiếp trận có thể tiếp nhận được la vân phong không ủng công ta phủ thành chủ đào tạo ngươi nhiều năm chết yểu mà mau ra tay viên vô đạo thấy la vân phong tự bạo trận pháp tan giã bể nhất thời đại hỉ liền liền thúc giục dạ cha viên vô thương ở trong mộng mới tỉnh lập tức mang giới quyền vệ binh điên cuồng hướng diệp thần lướt đi lần này bọn họ lại cũng không có gặp phải bất kỳ trở ngại trực tiếp giết tới diệp thần trước mặt diệp thần thần sắc ngưng trọng hắn đang luyện hóa hoang long thiên tinh nguy cấp nếu như dừng lại lập tức liền phải bị cắn trả trọng thương nhưng nếu như kiên trì luyện hóa đi xuống hiện tại viên vô thương đã giết tới hắn thì như thế nào ngăn cản đại ca lý thanh sơn kêu to vậy cảm thấy tình hình nguy cấp muốn phải giúp một tay nhưng hắn bị phủ thành chủ hành hạ hiện tại lực lượng còn không khôi phục, căn bản không giúp được cái gì. Diệp thần, lâm vào tuyệt đối nguy cơ. Ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm. Nhưng ngay vào lúc này, một đạo già nua hùng hồn tiếng quát, từ trên 9 tầng trời nổ lên. Chỉ gặp một chuôi to lớn phi kiếm, mang kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành thiên uy, từ chân trời bạo rơi xuống, hung hăng hướng viên vô thương lướt đi. Ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm. Ngươi là ngũ hành tiên tôn. Viên vô thương xem hướng bầu trời, chỉ gặp thật cao trên bầu trời, một cái mang mặt nạ ông già, đang ngự kiếm bạo giết xuống. Thanh kiếm này, thuần túy là ngũ hành linh khí ngưng tụ mà thành, thiên uy mênh mông, làm người ta nghẹt thở. Viên vô thương nhất thời ra đầu tê dại, lập tức nhận ra, ông cụ này, lại là trong truyền thuyết ngũ hành tiên tôn, thiên nhân vực bên trong một vị kỳ nhân, thực lực đủ để sánh bằng 12 thần tôn. Oanh! Ngũ hành linh khí nổ tung, diễn hóa ra ngút trời phong lôi kiếm khí, đem rất nhiều phủ thành chủ vệ binh, toàn bộ đánh thành mảnh vỡ lực sát thương cực kỳ kinh khủng. Phốc xích. Viên vô thương vậy bị Ngũ Phương Ngũ Đế lớn tiên kiếm đánh vào, tại chỗ cùng phún ra một hơi sen lẫn nội tạng máu tươi, sắc mặt trắng bệch, chật vật lui về phía sau. Ngũ Hành Tiên Tôn, ngươi làm sao sẽ tới ta phủ thành chủ? Ta phủ thành chủ, không có địa phương đắc tội ngươi, ngươi vì sao phải ra tay ác độc? Viên vô đạo thấy con trai trọng thương, dưới quyền vệ binh nhóm lớn chết thảm, không khỏi thần sắc đại biến. Ngũ Hành Tiên Tôn, người này là diệp thần gắt gao nhìn chằm chằm lão kia người trong thoáng chốc bắt được một chút quen thuộc hơi thở rung động được không nói ra lời hắn từ nơi này trên người lão giả cảm nhận được liền hết sức quen thuộc hơi thở đó là hắn kiếp trước người làm ngũ đế ma thần hơi thở cái này ông già mặc dù mang mặt nạ nhưng diệp thần nhận ra đích xác là hắn kiếp trước người làm luân hồi sáu ma thần bên trong ngũ đế ma thần người chấp trưởng đạo tồn tại nhân đạo là lục đạo luân hồi một trong nhân đạo bí ẩn quan tâm ngũ hành chi đạo ngũ hành tuần hoàn công đức từ đầu đến cuối chính là nhân đạo quy luật ngũ đế ma thần chấp trưởng ngũ hành nhân đạo dơ tay nhất chân gian đều có ngũ hành luân hồi thiên uy bùng nổ hiện ở nơi này ngũ hành tiên tôn thi triển ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm trên thực tế là ngũ hành luân hồi chi đạo lĩnh ngộ được chỗ cao thâm diệu pháp ở kiếp trước ngũ đế ma thần cũng không có lĩnh ngộ ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm nhưng hiện tại mấy chục ngàn năm trôi qua Hắn lại có thể lĩnh ngộ, tu vi rõ ràng có tinh tiến Ta chết sau đó, luân hồi sáu ma thần chán nản giang hồ Ngũ đế ma thần lại có thể không có sa sút tinh thần Còn có tiến bộ, thậm chí sông xuống ngũ hành tiên tôn đại danh đầu Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp thần kinh nghi bất định, suy đoán không ra sau lưng nhân quả Suy Như thế một phần tim, bác quái lò luyện đa nhất thời chấn động Bên trong hoàng long thiên tinh, vô số thiên long liền liền gầm thét Muốn tránh thoát đi ra Diệp Thần vội vàng thu liễm nghĩ bệnh, ổn định tâm thần, tiếp tục luyện hóa Hoang Long Thiên Tinh. Diệp Thúc. Lúc này, Lý Thanh Sơn thấy vậy mang mặt nạ ông già xuất hiện, cũng là ngạc nhiên mừng rỡ hô to. Ta người làm, quả nhiên và Thanh Sơn có liên quan. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, vội vàng hít sâu một hơi, bình định ở tâm trạng. Viên vô đạo vừa nghe đến Lý Thanh Sơn kêu lên, nhất thời chố mắt nghẹn họng, nhìn vậy mặt nạ ông già, nói, ngũ hành tiên tôn, hắn, hắn là người đệ tử. Diệp thúc, bọn họ khi dễ ta, còn muốn thương tổn tỷ tỷ ta. Lý Thanh Sơn từ vạn thú thiên tinh trên bay xuống, đi tới mặt nạ ông già bên người, ánh mắt vô cùng oán hận nhìn viên vô đạo hai phụ tử. Phải không? Mặt nạ ông già trong cổ họng phát ra cực kỳ già nua giọng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem phủ thành chủ đám người, lại nhìn xem Diệp Thần. Diệp Thần tiếp xúc tới mặt nạ ông lão ánh mắt, trí nhớ của kiếp trước hồi phục, quan hệ đến ngũ hành luân hồi bí ẩn, ngũ phương ngũ đế lớn tiên kiếm bí ẩn đều nhất nhất sôi chào. Ông lão trong ánh mắt mang vô tận bể dâu và bi thương, tựa hồ có muôn vàn lời nói muốn kể lể, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng, cuối cùng thở dài một cái. Viên vô đạo hai phụ tử, nghe được mặt nạ ông lão than thở, đều là dựng cả tóc gáy, chỉ sợ hắn làm khó dễ, muốn tắm máu toàn bộ phủ thành chủ. Ngũ hành tiên tôn, nhưng mà nổi danh quả quyết sát phạt. Hiện tại bọn họ hai phụ tử đều bị tổn thương, tuyệt đối không phải mặt nạ ông lão địch thủ ngũ hành tiên tôn ngươi đại nhân có đại lượng xin thứ cha con chúng ta là chúng ta có mắt không biết thái sơn xin hãy thử lỗi viên vô đạo coi tình hình cực nhanh biết hôm nay đại họa ập lên đầu tùy thời đều có tai họa ngập đầu lập tức quỳ ngã xuống hướng mặt nạ ông già liền liền dập đầu đầu ngũ hành tiên tôn thứ lỗi là tiểu nhân sai rồi tập 2531 viên vô thương cũng là vô cùng sợ hãi hối hận quỳ xuống còn hướng lý thanh sơn dập đầu nhận sai nói đại ca Ta sai rồi, ta đáng chết, ta không nên xúc phạm tỷ tỷ ngươi." Vừa nói trái phải cùng làm, liền liền quạt mình bà tai. "Ta sẽ không tha thứ cho ngươi." Lý Thanh Sơn ánh mắt nổi nóng, nắm thật chặt quả đấm, muốn xông ra một quyền giết chết viên vô thường. "Thanh Sơn, đừng xung động." Mặt nạ ông già nhẹ nhàng ngăn hắn, giọng nhàn nhạt, nhạt. "Diệp Thúc, bọn họ đều không phải là người tốt lành gì, ngươi mau giết bọn họ, thay tỷ tỷ ta ra một hơi ác khí." Lý Thanh Sơn lớn tiếng nói, mặt nạ ông già vẫn là rừng rưng ánh mắt từ đầu đến cuối mang vạn cổ bề dâu và lạnh lẽo. Từ từ nói, nơi này không tới phiên chúng ta làm chủ, hay là gọi ta tôn chủ quyết đoán đi. Lý Thanh Sơn một mặt nghi ngờ nói, ngươi tôn chủ, ngươi tôn chủ là ai? Mặt nạ lão già nói, ta rất sớm trước kia, liên cùng ngươi nói qua, ta trước kia có một vị chủ nhân, là đỉnh thiên lập địa nhân vật lớn. Ta đào tạo ngươi, nhưng thật ra là vì bố trí của hắn cân nhắc, hiện tại ta cũ chủ chính là chỗ này vừa nói chỉ chỉ diệp thần cái gì đại ca là người cũ chủ lý thanh sơn vừa nghe nhất thời vô cùng kinh hãi cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai hắn tuyệt đối không nghĩ tới mặt nạ ông già trong miệng nói cũ chủ lại chính là diệp thần không thể nào đây cũng quá trùng hợp đi lý thanh sơn rung động được tột đỉnh liên tiếp lui về phía sau trong sâu thẳm tự có định số nơi này giao cho ta tôn chủ quyết đoán đi Mặt nạ ông già chắp hai tay sau lưng, không nói gì thêm. Cái gì? Ngũ hành tiên tôn, ngươi còn có cũ chủ? Thiên hạ này, ai có thể làm ngươi chủ nhân? Coi như là thiên điện mấy vị kia cũng không có cái này tư cách à? Viên vô đạo nghe được mặt nạ lời của lão già, cũng là dạ sợ không nhẹ. Cái này mặt nạ ông già, nhưng mà trong truyền thuyết ngũ hành tiên tôn, đủ để sánh bằng 12 thần tôn tồn tại, giữa thiên hạ mới có thể có ai có lớn như vậy tư cách, có thể làm hắn chủ nhân? 12 thần tôn chủ nhân là cao cao tại thượng thái thượng thiên nữ, vậy ngũ hành tiên tôn chủ nhân chẳng lẽ cũng là cấp trên sao? Viên vô đạo không dám tin tưởng, xem Diệp thần tu vi cũng chỉ càng khôn cảnh 6 tầng thiên mà thôi, tại sao có thể là ngũ hành tiên tôn chủ nhân? Viên vô thường cũng ngây dại mắt, hoàn toàn ngây dại. Lý Thanh Sơn là ngũ hành tiên tôn đệ tử, hắn đã vô cùng khiếp sợ, nhưng không nghĩ tới, Diệp thần thân phận càng kỳ quái hơn, lại là ngũ hành tiên tôn cũ chủ hiện tại ngũ hành tiên tôn lên tiếng phủ thành chủ trên dưới tánh mạng cũng hệ tại diệp thần một cái ý niệm viên vô đạo hai phụ tử còn có rất nhiều vệ binh đồng loạt nhìn về diệp thần thân thể cũng run rẩy thời khắc này diệp thần nhưng không có lên tiếng tất cả tâm thần cũng rơi vào bát quái lò luyện đan trên toàn bộ tinh thần chăm chú luyện hóa hoang long thiên tình vô số trận văn từ diệp thần trong tay dòng nước chảy ra dốc vào ở lò luyện đan trên hiện tại diệp thần đạt được thái huyền trận hoàng lực lượng trực tiếp bắt đầu sử dụng rất nhiều đại trận điên cuồng luyện hóa hoang long thiên tinh oanh ở diệp thần không ngừng rèn luyện hạ vậy hoang long thiên tinh rốt cuộc bắt đầu hòa tan đúng ngôi sao ở lò bát quái lửa huyền diễm cùng thần hỏa dưới tác dụng rốt cục thì dần dần dung hóa thành một đoàn vàng chất lỏng màu vàng trên ngôi sao sinh tồn vô số hoang cổ thiên long cũng là phát ra rên dị bị buộc đi ra ngoài lập tức gặp phải lò bát quái lửa nướng bát quái thiên đan thuật toàn bộ hóa đan diệp thần ánh mắt đông lại một cái bàn tay đạo đạo ấn quyết đánh ra lập tức toàn lực bùng nổ bát quái thiên đan thuật đem rất nhiều hoang cổ thiên long và hoang long thiên tinh chất lỏng dung hợp luyện chế thành từng hạt tròn đan dược tạo nhất thời đếm không hết đan dược từ bát quái trong lò luyện đan chảy ra ở trong hư không đế kết thành một cái tinh vòng vậy đan dược sông dài đan dược này sông dài bên trong mỗi một viên đan dược cũng đóng dấu trước thiên long đồ đằng cổ xưa khoáng đạt dược khí bảng bạc thằng nhóc quá tốt rốt cuộc luyện hóa thành công, đúng viên hoang long thiên tinh, toàn bộ luyện hóa. Lần này chúng ta ước chừng đạt được ba chục triệu viên thuần long đan. Lần này thật phát tài. Thái Huyền Trận Hoàng phát ra mừng như điên thanh âm. May là lòng hắn tính trầm hậu, nhưng thấy nhiều đan dược như vậy, đều là không kềm chế được kích động, có loại cảm giác hít thở không thông. Nhiều đan dược như vậy, vô luận là cầm đi này hoang ma thiên kiếm, hoặc là cho tiểu hắc, hay là dùng tu luyện cùng với đào tạo đệ tử, bùng nổ thần thông, đều là thiên đại tài sản tiền bối đa tạ diệp thần cũng là kích động cười một tiếng lần này có thể thành công luyện hóa hoang long thiên tinh lập tức đạt được ba chục triệu thuần long đan dĩ nhiên là may mà thái huyền trận hoàng lực lượng nếu như không có thái huyền trận hoàng dựa hết vào diệp thần tự thân không thể nào luyện hóa hoang long thiên tinh dẫu sao đây là trong truyền thuyết 33 thiên hỗn độn trí bảo hỗn độn cửu tinh một trong không như vậy dễ dàng luyện hóa ước chừng ba chục triệu viên thuần long đan đây là một khoản thiên đại số tiền lớn đủ diệp thần tiêu phí rất lâu rồi hô ta dây dưa lực không cạn tiếp theo một đoạn thời gian ta cần nghỉ ngơi đừng qua loa kêu ta đi ra thái huyền trận hoàng thư ra một ngụm chọc khí thân hồn thân thể chui hồi luân hồi mộ địa bên trong đi trực tiếp ở mộ bia bên trong ngủ say nghỉ ngơi lần này luyện đan hao phí hắn to lớn linh lực hiện tại hắn cần nghỉ ngơi đa tạ diệp thần lần nữa nói cảm ơn một tiếng ra sao mừng rỡ đem tất cả thuần long đan cũng thu vào hoàng tuyển đồ bên trong đi à ta pháp bảo viên vô đạo vành mắt hết sức nứt ra trơ mắt nhìn hoang long thiên tinh bị luyện hóa nhưng một chút vùng vẫy đều không thể pháp bảo hoàn toàn biến mất hắn vậy gặp to lớn cắn trả phốc xích một tiếng máu tươi cùng phún chắn nản ngã trên đất cha viên vô thương lật đật chạy tới đỡ viên vô đạo hai phụ tử kinh hoàng nhìn diệp thần diệp thần trên mình khí tượng thu liễm chậm rãi từ bầu trời đáp xuống nhìn xem vậy mặt nạ ông già mặt nạ ông già không có lên tiếng tựa hồ mấy vạn năm chắc trở đã đã tiêu hao hết hắn tất cả tinh khí, hắn bây giờ giống như một cái cái xác biết đi. Đại ca, mau giết bọn họ. Lý Thanh Sơn mặt đầy tức giận, phủ thành chủ chết nhục được hắn quá ác, vậy viên vô thương thậm chí muốn ô nhục hắn tỉ tỉ, cái này là tuyệt đối không có thể khoan dung. Diệp thần ánh mắt, như là mang một chút thế lương, thấy mặt nạ ông lão vậy một sát, diệp thần nội tâm bên trong, lại dâng lên kiếp trước, cuộc cờ, luân hồi, số mạng, nhân quả, sát phạt vân, vân một loạt nặng nề khoáng đạt mệnh đề. Phủ thành chủ sống chết, thật sự là mây khói cỏ rác, không đáng giá đề ra, hắn căn bản không quan tâm. Ngươi tự mình xử lý đi, ngươi thích liền tốt. Diệp Thần phất phất tay, như là cảm thấy không thú vị. Lý Thanh Sơn ngẩn người, trong phòng phất cảm thấy có điểm không đúng. Trong sâu thẳm, hắn cảm thấy Diệp Thần hòa bột cái trên người lão giả, cũng lưng đeo đặc biệt nặng nề đồ, cho nên đối với trước mắt cái này trả thù phủ thành chủ, lớn hơn ác khí cơ hội cũng không thế nào để ở trong lòng. Diệp Thần Hòa bột cái ông già rất ăn ý, song song đi qua một bên, lưu lại Lý Thanh Sơn một người. Lý Thanh Sơn mờ mịt không biết làm sao, mới vừa hắn còn muốn giết sạch phủ thành chủ tất cả người, nhưng thấy hiện tại Diệp Thần Hòa bột cái ông già bộ dáng như vậy, hắn cũng có điểm ngây ngẩn. Đại ca tha mạng. Viên vô thương liền liền hướng Lý Thanh Sơn dập đầu, hối hận cầu xin tha thứ. Viên vô đạo dưới trọng thương, đã không thể nhúc nhích, nhưng trong ánh mắt vậy mang vẻ khẩn cầu. Rất nhiều vệ binh cũng là quỳ thành một phiến. Hừ, các ngươi xúc phạm tỷ tỷ ta, vốn là đều đáng chết, nhưng đại ca ta tự hồ chẳng muốn tạo nhiều sát nghiệt, ta cũng tha các ngươi. Lý Thanh Sơn hừ một tiếng, nặn chặt quả đấm. Đa tạ đại ca tha mạng. Viên vô thương mừng rỡ không thôi, liền liền khấu tạ. Lý Thanh Sơn lạnh lùng nói, ngươi hơn cảm ơn cái gì, ta nói ta chỉ tha người bình thường, các ngươi hai phụ tử là nguyên hung vẫn là phải chết. Cái gì? Viên vô đạo hai phụ tử, tương cố ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng, Lý Thanh Sơn vô tận lực lượng bùng nổ, chỉ còn lại hai cổ thi thể. Trung quanh các vệ binh, thấy một màn này, đều là kêu lên một tiếng, nhưng sẻ đàn tan nhé bọn họ cũng không có cái gì ý niệm báo thù, lập tức hoảng hốt thoát đi. Rất nhanh, cả tòa phủ thành chủ, trên dưới thanh trừ sạch sẽ, lại vậy không có một người, chỉ còn lại Diệp Thần, mặt nạ ông già, Lý Thanh Sơn ba người. Diệp Thúc, ngươi cũ chủ, thật sự là đại ca." Lý Thanh Sơn nhìn mặt nạ ông già, như cũ một mặt nghi ngờ. "Thanh Sơn, thật ra thì ta không họ Diệp, đây là chủ nhân ta họ, ta cũng không là người ngoài trong miệng Ngũ Hành Tiên Tôn, thật ra thì ta kêu Ngũ Đế Ma Thần." Mặt nạ ông già chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm cực kỳ già nua, phủ đầy nếp nhăn phong xương gương mặt. "Diệp Thúc, lúc đầu ngươi trên mặt không sẹo à, vậy ngươi lại thế nào một mực mang mặt nạ?" Lý Thanh Sơn lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên lại tỉnh ngộ cái gì, kêu lên, đợi một chút, ngươi người người. Ngươi người nói ngươi kêu Ngũ Đế Ma Thần. Thượng cổ luân hồi chi chủ người làm, sáu đại ma thần bên trong Ngũ Đế Ma Thần. Ngũ Đế Ma Thần nói, không sai, chính là ta, che giấu ngươi nhiều năm như vậy, ta thật xin lỗi. Ngũ Đế Ma Thần, ngươi lại là Ngũ Đế Ma Thần, đại ca kia há chẳng phải là. Lý Thanh Sơn đạp đạp lui về phía sau hai bước, mặt đầy kinh hãi rung động, không dám tin tưởng ừ hắn chính là luân hồi chi chủ chuyển thế ngươi tu luyện thần thông nhưng thật ra là lục đạo luân hồi bên trong nhân đạo chi nhánh nhân đạo chú trọng ngũ hành tuần hoàn ngũ hành đủ loại biến hóa cũng thoát khỏi không gian nhân đạo luân hồi bí ẩn ngươi sau này muốn phải trở nên mạnh còn được nhiều hơn hướng ta tôn chủ lãnh giáo ngũ đế ma thần ngay lúc nói chuyện từng đạo pháp quyết đánh ra che đậy ở thiên cơ miễn được bị người rình dập ngũ đế ma thần thanh sơn là ngươi đệ tử cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ rốt cuộc chuyện gì xảy ra Diệp Thần khẽ cau mày một cái, trong lòng có nhiều vô cùng nghi vấn. Ngũ Đế Ma Thần hướng Diệp Thần cung kính chắp tay, nói: "Tôn chủ, ngươi ngũ hành đạo pháp, ta không dám tự mình truyền thụ. Ta truyền cho Thanh Sơn, chỉ là một ít nông cạn thần thông, không liên quan đến lục đạo luân hồi pháp căn cơ." "Không sao, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, lấy Thanh Sơn tư chất bẩm phú, còn có tâm tính, đều có thể thừa kế thần thông của ta." Diệp Thần cũng không có quá để ý, lục đạo luân hồi pháp đặc biệt phức tạp, trừ phi giết hắn, chiếm đoạt huyết mạch hắn, nếu không thế gian không người có thể lãnh ngộ. Coi như ngũ đế ma thần truyền thụ ra ngoài, cũng chỉ có thể truyền thụ một cái ngũ hành chi nhánh, chạm đến không tới lục đạo luân hồi căn bản. Lục đạo luân hồi pháp, môn thần thông này, ở giữa thiên địa, chỉ có luân hồi chi chủ mới có thể hoàn toàn nắm giữ. Để cho Lý Thanh Sơn tu luyện một cái ngũ hành chi nhánh, cũng sẽ không ảnh hưởng diệp thần khí vận, ngược lại có thể là diệp thần đào tạo hơn một người đáng tin người giúp. Đại ca, Lý Thanh Sơn kinh ngạc nhìn Diệp Thần, chỉ cảm thấy Diệp Thần chính là càn khôn cảnh 6 tầng thiên, nhưng ngay lúc nói chuyện, đúng là có thượng cổ cao nhân khí độ và phong phạm, làm người ta khuất phục không dứt. Hắn coi như là thật sâu tin tưởng, Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ chuyển thế, sẽ không có giả. Ngũ đế ma thần nói, tôn chủ, năm đó ngươi bố trí chết sau đó, ta khí số tăng tẫn, chán nản giang hồ, bơ vơ không theo, nhưng có một vị cao nhân tuyệt thế, hắn tìm được ta. Hy vọng ta có thể thay hắn cống hiến, hắn đáp ứng ta, nếu như một ngày kia ngươi chuyển thế sống lại và cấp trên quyết chiến hắn có thể vì ngươi hy sinh diệp thần hơi sững sờ nói là ta hy sinh cái gì cao nhân tuyệt thế lại có như vậy quyết đoán là 12 thần tôn bên trong nhân vật sao ngũ đế ma thần nói không phải hắn kêu xích uyên thánh vương là hàng cổ thánh đế sư đệ hàng cổ thánh đế sư đệ diệp thần nghe vậy nhất thời thất kinh hàng cổ thánh đế hắn tự nhiên biết đó là đã phi thăng đi thái thượng thế giới nhân vật lớn. Tiểu hoàng chứng khổng lồ, còn đâu vào đấy ở hàng cổ thánh đế địa vực bên trong. Diệp thần lại không nghĩ rằng, lúc đầu hàng cổ thánh đế còn có một cái sư đệ, kêu xích uyên thánh vương, ngày xưa còn muốn chiêu nạp ngũ đế ma thần. Ngũ đế ma thần nói, đúng vậy, hàng cổ thánh đế nêu cao tên tuổi thiên hạ, nhưng xích uyên thánh vương nhưng không có người nào biết. Ánh sáng hoàn toàn bị hàng cổ thánh đế che giấu, nhưng thực, cái này xích uyên thánh vương, thực lực không thấp hơn thiên điện những cao tầng kia cũng là một cái kinh thiên động địa nhân vật lớn, đặc biệt là hàng cổ thánh đế phi thăng sau đó, đem hàng loạt tu vi di trạch cũng tặng đưa cho hắn. Cái này xích Uyên Thánh Vương, vô căn cứ đạt được sư huynh hàng cổ thánh đế truyền thừa, thực lực lại là đột nhiên tăng mạnh, đã đến sâu không lường được bước. Và một ít vực ngoại cường giả so sánh, hắn kém ở khí vận mà thôi, bàn về tu vi, như là một chút đều không thua. Diệp Thần con người đông lại một cái, nói, nói như vậy, cái này xích Uyên Thánh Vương, đúng là là một nhân vật lớn, hắn lại có thể chịu là ta hy sinh, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Ngũ đế ma thần nói, Xích Uyên Thánh Vương nói là, nếu như tôn chủ ngươi có vào cấp trên quyết chiến cơ hội, hắn mới sẽ hy sinh. Diệp thần cười nói, nếu như ta chống đỡ không tới bữa trước, liền bị người giết chết, hắn cũng không cần hy sinh, có phải hay không? Ngũ đế ma thần nói, đúng là như vậy, Xích Uyên Thánh Vương rất nhiều hạ một cái như vậy cam kết. Nói rõ liền thì không muốn trả bất kỳ giá nào, hắn vậy không tin tôn chủ ngươi có khiêu chiến cấp trên thực lực. Diệp Thần nói, sáu người ma thần, vậy không tin ta có thực lực này, nói thật, chính ta cũng không dám xác định, vậy ngươi quyết định ban đầu là. Ngũ đế ma thần nói, ta vẫn là đáp ứng hắn, xích uyên thánh vương thế lực to lớn, hắn thống lĩnh thánh thiên phủ, tuy không đạt tới những ngày đó điện, nhưng ở thiên nhân vực rất nhiều trong thế lực cũng không thể khinh thường, nếu như có thể đạt được hắn chống đỡ, sau này tôn chủ ngươi đường xá, tự nhiên sẽ thản thuận rất nhiều. Diệp Thần suy nghĩ rõ ràng, xem ra ngũ đế ma thần, gia nhập thánh thiên phủ sau đó, từ xích uyên thánh vương trên mình lấy được rất nhiều chỗ tốt cho nên cái này mấy chục ngàn trong thời kỳ ngũ đế ma thần cũng thật không có chán nản tu vi ngược lại có tinh tiến thậm chí sông hạ ngũ hành tiên tôn đại danh đầu bất quá người ngoài chỉ biết là ngũ hành tiên tôn cũng không biết hắn chân thật thân phận Người gia nhập thánh thiên phủ sau đó ngày qua được như thế nào diệp thần nhìn gặp ngũ đế ma thần gương mặt so với trước kia già yếu rất nhiều hơn nữa mặt đầy bể dâu ý hiển nhiên cái này mấy vạn năm năm tháng hắn tu vi tuy tiến bộ nhưng ngày qua được cũng không yên ổn ngũ đế ma thần cười khổ một tí nói tôn chủ ta qua được cũng không tốt có thể sống đến ngày hôm nay cũng là may mà ngươi danh tiếng Thánh thiên phủ bên trong một mực có người muốn giết ta nếu như không phải là cố kỵ luân hồi chi chủ uy danh ta sợ rằng đã chết à diệp thần hơi sững sờ ngũ đế ma thần nói ta gia nhập thánh thiên phủ sau đó xích uyên thánh vương cho ta an bài một cái nhiệm vụ hắn ở dương chân vực có một cái con riêng ủy thác ta đi trước chiếu cố vừa nói nhìn lý thanh sơn một mắt nghe vậy diệp thần giật mình trong lòng cũng là nhìn một cái lý thanh sơn chẳng lẽ nói lý thanh sơn lại là xích uyên thánh vương con riêng tập 2532 diệp thúc ngươi nói gì sao lý thanh sơn mơ hồ cảm thấy có điểm không đúng hắn một mực không biết ruột thịt phụ thân là ai mẫu thân vậy từ đầu đến cuối không nói trước khi chết cũng không chịu tiết lộ hắn từ nhỏ liền do ngũ đế ma thần chiếu cố cả người thần thông cũng là cùng ngũ đế ma thần học bây giờ nghe con riêng ba chữ lý thanh sơn mơ hồ tới giữa cảm thấy có một cái động trời đại bí mật sắp muốn vạch trần ra ngũ đế ma thần ánh mắt mang theo một chút thế lương nhìn lý thanh sơn nói thanh sơn cũng là thời điểm nói cho ngươi ngươi ruột thịt phụ thân chính là thánh thiên phủ phủ chủ xích uyên thánh vương hắn đối với ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn ủy thác ta tài bồi ngươi cuối cùng ngươi thiên phú không tệ không có phụ lòng ta kỳ vọng Nói tới chỗ này, Ngũ Đế Ma Thần khó khăn được lộ ra một nụ cười, hiển nhiên đối với Lý Thanh Sơn vô cùng hài lòng, hướng Diệp Thần nói, "Tôn chủ, ta xem Thanh Sơn thiên phú tâm tính cũng không tệ, tương lai có lẽ có thể giúp được ngươi, cho nên ta đem bộ phận Ngũ Hành Luân Hồi Đạo Pháp truyền thụ cho hắn, hy vọng ngươi không nên phiền lòng." "Không sao." Diệp Thần khoát tay một cái, tự nhiên cũng không ngại, "Nhưng tựa hồ phát hiện cái gì?" Cau mày hỏi, "Ngươi truyền thụ Thanh Sơn võ đạo, chỉ truyền cho hắn Ngũ Hành Luân Hồi thần thông, Thánh Thiên Phủ võ kỹ đâu?" ngũ đế ma thần trầm giọng nói thanh sơn dẫu sao là con riêng thánh thiên phủ bên trong có vài người cũng không thích hắn ví dụ như xích uyên thánh vương tránh thất thiên tàm nương nương ta không có truyền thụ hắn thánh thiên phủ thần thông là sợ bị thiên tàm nương nương phát hiện thiên tàm nương nương diệp thần nhíu mày một cái trước kia cũng chưa từng nghe qua người này hiển nhiên cũng là một vị núp ở sau lưng nhân vật lớn ngũ đế ma thần nói cái này thiên tàm nương nương luôn muốn diệt trừ ta thanh sơn tỷ tỷ lý phi tuyết thật ra thì cũng là thiên tàm nương nương âm thầm phái người đả thương cái gì diệp thân một hồi kinh ngạc à? diệp thúc ngươi nói gì sao tỷ tỷ ta là bị vậy cái gì thiên tàm nương nương đả thương lý thanh sơn nghe được cũng là thân thể kịch chấn từ mẫu thân sau khi chết hắn liền cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau hai người cảm tình đặc biệt tốt lần này lý phi tuyết bị đả thương hắn từ đầu đến cuối không biết hung thủ là ai bây giờ nghe tin tức tất nhiên vô cùng khiếp sợ ngũ đế ma thần nói thanh sơn hết thảy các thứ này nhưng thật ra là thánh thiên phủ cao tầng an bài ngươi có thể thuận lợi đi qua hoang thiên hung mạc coi là là thông qua khảo nghiệm hiện tại ngươi có tư cách bước vào thánh thiên phủ chỉ cần vào thánh thiên phủ tỷ tỷ ngươi thương thế liền được cứu rồi lý thanh sơn trong lòng chấn động một cái nói thánh thiên phủ có thể cứu tỷ tỷ ta dừng một chút trong phẳng phất lại một trận bất an nói ta đi thánh thiên phủ có phải hay không muốn nhận vậy cái gì xích uyên thánh vương làm phụ thân ta cho tới bây giờ không gặp qua hắn, kêu ta nhận hắn làm phụ thân, cái này làm sao có thể. Hơn nữa cái gì đó thiên tàm nương nương cũng muốn hại ta, ta nếu là đi liền thánh thiên phủ, thật không biết có thể hay không còn sống đi ra. Nói xong, Lý Thanh Sơn ánh mắt rơi vào diệp thần trên mình, nói, diệp thúc, không bằng chúng ta đi theo diệp thần đại ca, cùng đi thái huyền trận môn tốt lắm, diệp đại ca từ có biện pháp cứu tỷ tỷ ta. Diệp thần nhướng mày một cái, hiện tại Lý Thanh Sơn sau lưng, quan hệ đến đến thánh thiên phủ, thậm chí thiên tàm nương nương muốn đuổi giết hắn nếu như thu nhận hắn mà nói chỉ sợ sẽ có phiền toái lớn nhưng là khó khăn phải cùng ngũ đế ma thần gặp lại diệp thần nhưng vậy không muốn tùy tiện tách ra không thành vấn đề thanh sơn ngũ đế ma thần các ngươi cùng nhau cùng ta hồi thái huyền trận môn diệp thần cân nhắc một tí rất nhanh làm xong quyết đoán trực tiếp đáp ứng cùng đi đến thái huyền trận môn diệp thần chấp trưởng đạo thống thành lập căn cơ vậy thì cái gì cũng không sợ không được thiên tàm nương nương luôn muốn đuổi giết hắn ta chỉ có mang hắn hồi thánh thiên phủ thấy hắn phụ thân mới được che chở tôn chủ nếu như chúng ta đi thái huyền trận môn mà nói sợ rằng sẽ liên lụy người ngũ đế ma thần sắc mặt nghiêm nghị như là trực tiếp cự tuyệt diệp thần nói vậy ngươi ngũ đế ma thần nói tôn chủ chờ ta xử lý xong chuyện này ta sẽ đi thái huyền trận môn tìm ngươi ta và xích uyên thánh vương ước định qua chỉ cần ngươi sống lại trở về hắn nguyện ý thả ta rời đi vậy thì tốt diệp thần gật đầu một cái chỉ sợ sẽ tái diễn tiêu thủy hàn câu chuyện ban đầu tiêu thủy hàn đầu dựa vào đến thiên ngục thần đế giới quyền nhưng diệp thần sau khi trở về thiên ngục thần đế còn không chịu thả người hai bên bộc phát rất nhiều tranh đấu hiện tại xích uyên thánh vương chịu thả người vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa diệp thần cũng không muốn qua loa trêu chọc một cái cường địch ngũ đế ma thần nhìn về lý thanh sơn nói thanh sơn ngươi cùng ta hồi thánh thiên phủ tỷ tỷ ngươi thường thế rất nặng chỉ có 10 người phụ thân mới có thể cứu chữa, nếu như kêu ta chủ nhân ra tay, nguy hiểm quá lớn, rất có thể bị thiên tàm nương nương chặn đánh. Ngũ đế ma thần biết muốn cho Lý Thanh Sơn tự nguyện đi thánh thiên phủ, thật sự là vô cùng chuyện khó khăn. Thật may Lý Thanh Sơn đời này coi trọng nhất chính là tỷ tỷ hắn, chỉ cần dính líu tới tỷ tỷ hắn sống chết, hắn tất nhiên sẽ thận trọng cân nhắc. Quả nhiên, Lý Thanh Sơn nhìn xem quan tài băng, cho mày đứng lên, nếu như ủy thác Diệp Thần cứu chữa, vậy nguy hiểm xác thực quá lớn. Được, Diệp Thúc, ta cùng ngươi trở về. Rốt cuộc, Lý Thanh Sơn vẫn là đáp ứng, lòng hắn bên trong cũng không muốn đi Thánh Thiên Phủ, luôn cảm giác một khi bước vào Thánh Thiên Phủ. Mình sẽ bị cuốn vào một chàng đáng sợ trong nước xoáy đi, nhưng vì tỷ tỷ sống chết, coi như phía trước là núi đao biển lửa, hắn cũng chỉ có thể xông vào. Rất tốt. Ngũ đế ma thần vui vẻ yên tâm gật đầu một cái, lúc này hướng Diệp Thần nói, tôn chủ. Vậy ta trước mang Thanh Sơn hồi Thánh Thiên Phủ, cùng chuyện này giải quyết thỏa đáng, ta lập tức trở về Thái Huyền Trận Môn. Diệp thần đại hỉ, nói, vậy thì tốt quá. Nếu như có ngũ đế ma thần gia nhập, thái huyền trận môn, nhất định có thể tiến một bước hừng hực, đến lúc đó đối kháng minh long thần điện, chắc chắn vậy sẽ đại học năm thứ nhất phút. Thanh Sơn, vậy ngươi về trước thánh thiên phủ, cùng tỷ tỷ ngươi thương thế tốt lắm, tới phiên ngươi thái huyền trận môn thăm ta. Diệp thần vỗ vỗ Lý Thanh Sơn đầu vai, mỉm cười nói. Được, đại ca, ta nhất định sẽ. Lý Thanh Sơn nặng nặng gật đầu một cái thỏa thuận xong lập tức diệp thần và lý thanh sơn ngũ đế ma thần hai người nói tạm biệt mỗi người một ngã diệp thần một mình chạy tới thái huyền trận môn mà ngũ đế ma thần thì lần nữa đeo lên mặt nạ mang lý thanh sơn đi thánh thiên phủ lý thanh sơn kéo tỷ tỷ quan tài băng bước chân không hề mau nhưng lộ ra một cổ trầm ổn và kiên định hắn tin tưởng tỷ tỷ luôn có tỉnh lại khôi phục thời điểm thanh sơn sau này ngươi vào thánh thiên phủ phải xử chỗ chú ý dẫu sao thân phận ngươi đặc thù đặc biệt muốn chú ý thiên tàm nương nương Người phụ nữ này, đối với bất kỳ ngăn trở nàng kế hoạch, cũng sẽ không từ thủ đoạn nào. Ngũ đế ma thần tuần tuần dặn dò, báo cho Lý Thanh Sơn. "Diệp Thúc, ta biết." Lý Thanh Sơn ngưng trọng gật đầu. Hai người tiếp tục đi tới trước, tránh hành vào gian, thiên địa đột nhiên thần quang bạo dũng, một phiến phiến bảy màu ánh sáng, giống như thần hồng vậy, ngang qua chân trời. Những thứ này thần hồng bên trong, nhưng có vô số đao kiếm, hội tụ thành nước lũ, từ chân trời cuồn cuộn bạo chém xuống tới muốn giết phá hết thảy. Không tốt, là đao kiếm thiên tinh. Thiên tàm nương nương pháp bảo. Ngũ đế ma thần thất kinh, vội vàng bảo vệ Lý Thanh Sơn, bàn tay giơ lên trời chống một cái, nổ lên ngũ hành phong lôi, đem bạo giết xuống đao kiếm nước lũ, toàn bộ đánh bay. Thiên tàm nương nương, chẳng lẽ nàng nhanh như vậy liền muốn giết ta? Lý Thanh Sơn thất kinh, ôm lấy tỷ tỷ quan tài băng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Chỉ gặp ở cực cao trên bầu trời, một viên sáng mờ hòa hợp tinh thần, từ trong hư không nổi lên, treo thật cao trước. Ngôi sao này, khắp nơi đều là tiên khí, khắp nơi đều là sáng mờ, khắp nơi đều là điềm lành, ngôi sao trên vùng đất, cắm một cái cầm to lớn đao kiếm, tất cả tiên quang hà thải đều là những thứ này đao kiếm tóe ra. Vô tận quang hà, diễn hóa thành từng đạo hồng kiều, rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, sáng chói được người hoa mắt. Ngôi sao này lại là đao kiếm thiên tinh, hỗn độn cửu tinh một trong, là thứ thiệt hỗn độn trí bảo trong truyền thuyết đao kiếm thiên tinh phía trên cắm đầy đếm không hết thần đao tiên kiếm tinh thần nhẹ nhàng đung đưa một tí liền có vô số ánh đao kiếm ảnh bay chém ra tới phá giết hư không biến dạng vũ trụ đặc biệt lợi hại viên này đao kiếm thiên tinh cũng là thiên tàm nương nương phát bảo ngũ đế ma thần thấy ngôi sao này lập tức cũng biết là thiên tàm nương nương làm khó dễ không muốn nhìn thấy lý thanh sơn trở về chỉ muốn nửa đường chặn đánh ha 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 luân hồi tay sai đao kiếm thiên tinh ở chỗ này như nương nương đích thân tới ngươi và cái đó dã chủng làm sao còn không quỳ xuống đao kiếm thiên tinh trên vô số hồng quang hội tụ nổi lên một bóng người như là một cái ngũ quan đường đường tránh tránh tướng mạo cương nghị nhưng giữa trán mang to lớn lệ khí thanh niên người liên trinh đại đế thiên tàm nương nương muốn xé rách ra mặt ngũ đế ma thần sắc mặt trầm xuống nhìn bầu trời lên thanh niên người cái này người thanh niên người danh hiệu liên trinh đại đế chính là thượng cổ tâm ma đứng đầu yến trường ca học trò thất đại thánh đồ một trong. Năm đó, Liêm Trinh đại đế biết yến Trường Ca là tâm ma đứng đầu bí mật sau đó, Thánh nhân đạo tâm sụp đổ, cởi dậy ra, cuối cùng đầu phục Thánh Thiên phủ, cũng thành Thiên Tàm nương nương thuộc hạ. Hiện tại Liêm Trinh đại đế tướng mạo ngũ quan bên trong, còn loang thoáng có thể gặp ngày xưa thánh đồ uy nghiêm cương nghị. Đáng tiếc năm tháng bể dâu, hàn thánh đồ khí khái đã từ từ bị vô tận lệ khí và chấp niệm thay thế. Ngũ đế ma thần tự nhiên cũng biết, Liêm Trinh đại đế là Thiên Tàm nương nương tâm phúc liên trinh đại đế cũng biết ngũ đế ma thần là ngày xưa luân hồi chi chủ người làm ngũ đế ma thần thân phận ở thánh thiên phủ bên trong chỉ có số ít mấy người biết mà liên trinh đại đế chính là cái này rất ít người một trong cho nên vừa thấy mặt hắn trực tiếp gọi ngũ đế ma thần là luân hồi tay sai lời nói hết sức làm nhục ngũ đế ma thần nghe được hắn như thế làm nhục lời nói liền dự cảm đến muốn hoàn toàn xé rách ra mặt trước kia thiên tàm nương nương cố kỵ luân hồi chi chủ thiên uy mặc dù muốn giết hắn nhưng từ đầu đến cuối không dám động tay. Nhưng hiện tại, theo Lý Thanh Sơn sắp trở về Thánh Thiên phủ, Thiên Tàm nương nương như là ngồi không yên. Cái này một tí, coi như xúc phạm luân hồi thiên uy, Thiên Tàm nương nương đều phải động sát thủ, đem ngũ đế ma thần và Lý Thanh Sơn toàn bộ tiêu diệt, giải quyết tai họa ngầm. Không sai. Nương nương mượn ta đao kiếm thiên tinh, hôm nay chu diệt các ngươi hai cái tạp chủng, hãy bớt nói nhảm đi, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, ta còn có thể cho các ngươi một thống khoái. Liên trinh đại đế tuyết miệng cười một tiếng, đao kiếm thiên tinh thật cao trôi lơ lửng ở trên trời. Vô số thần đao tiên kiếm ánh sáng, hóa thành từng cái cầu vồng, xuyên qua dù sao cũng bên trong, đặc biệt đồ sộ. Một màn này hình ảnh, xa ở phương xa diệp thần, cũng là thấy được. Diệp thần mới vừa cùng ngũ đế ma thần phân biệt không lâu, giờ phút này thấy trên trời khoáng đạt ánh đao kiếm ảnh dị tượng, nhất thời rất kinh hãi. Không tốt, xảy ra chuyện. Diệp thần mơ hồ tới giữa bắt được cực kỳ nguy hiểm thiên cơ, chuyện liên quan đến mình sinh tử tồn vong. Nếu như Ngũ Đế Ma Thần và Lý Thanh Sơn, còn có cái đó bị đóng băng Lý Phi Tuyết, cũng bị người giết chết, môi hở răng lạnh, Diệp Thần sớm muộn cũng phải bị Thiên Tàm nương nương bố trí. Cảm thấy được nguy hiểm ngay tức thì, Diệp Thần nhanh chóng biến dạng hư không, lao tới chiến trường. Mà chiến trường bên trong, Ngũ Đế Ma Thần và Liêm Trinh Đại Đế rằng co, chỉ cảm thấy ngập trời áp lực. Ngũ Đế Ma Thần trước mắt tu vi, cũng là còn thật cảnh hậu kỳ, nếu như tầm thường tỷ thí hắn và liêm trinh đại đế kỳ cổ tương đương người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng hiện tại liêm trinh đại đế cầm trong tay thiên tàm nương nương pháp bảo viên kia đao kiếm thiên tinh treo treo lên vô tận ánh đao kiếm ảnh quân cuộn lững lờ sắp phạt hơi thở cực kỳ ác liệt căn bản không phải ngũ đế ma thần có thể ngăn cản ở hỗn độn cửu tinh bên trong bàn về uy lực vạn thú thiên tinh xếp hạng chót nhất hoang long thiên tinh có thể xếp hàng thứ tư mà đây viên đao kiếm thiên tinh có thể đủ để xếp hàng thứ hai lực sát thường to lớn. Thanh Sơn, ngươi đi mau, đi tìm ngươi Diệp đại ca, ta để che ở hắn. Ngũ Đế Ma Thần cảm giác sâu sắc nguy cơ nghiêm trọng, tỏ ý Lý Thanh Sơn đi mau, bàn tay một nạn quyết, ngũ hành đại đạo hơi thở, lập tức bộc phát ra, diễn hóa thành ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm, phóng lên cao, hướng Liêm Trinh đại đế chém tới. Hi hi, ngươi điểm này đạo pháp, và luân hồi chi chủ kém được xa, trừ phi luân hồi chi chủ đích thân tới, nếu không ngươi ngày hôm nay hẳn phải chết. Lý Thanh Sơn, ngươi cái này dã chủng, ngươi cũng đừng nghĩ chạy, ngươi ngày hôm nay hẳn cũng phải chết." Liêm Trinh đại đế cười lạnh một tiếng, đao kiếm thiên tinh quay lại chuyển, nặng nề tinh thể sức nặng, vặn vẹo thời không, đếm không hết đao kiếm khí lưu, cuồn cuộn đánh giết đi ra. Lần này, Liêm Trinh đại đế vận dụng toàn lực, không hổ là ngày xưa thánh nhân môn nổ, ra tay một cái liền hiện ra cực lớn uy nghiêm, so với mới vừa đao kiếm nước lũ, không biết lợi hại nhiều ít. Viên này đao kiếm thiên tinh, đao kiếm sát khí đặc biệt ác liệt, người bình thường nếu như mưu toan chấp trưởng thế tất yếu bị ánh đao kiếm khí cắn trả ở thánh thiên phủ bên trong cũng chỉ có liêm trinh đại đế cái loại này thánh nhân môn nổ, mới có mạnh mẽ như vậy ý chí và nội tình có thể chịu đựng đao kiếm thiên uy sát phạt un un kéo đến đao kiếm khí lưu xuyên qua hư không một tiếng nổ liền đem ngũ đế ma thần ngũ hành tiên kiếm trực tiếp chém chết được nghiền hóa thành từng lù ngũ hành khí lưu tiêu tán mà liêm trinh đại đế đao kiếm khí lưu như cũ uy thế không giảm chém chết hướng ngũ đế ma thần và lý thanh sơn hai người ngũ hành đại lộ bảo vệ trong lúc nguy cấp ngũ đế ma thần đem quanh thân ngũ hành linh khí ngưng tụ thành một cái kết giới nhưng cũng không phải bảo vệ mình mà là bảo vệ lý thanh sơn suy xuy xuy hàng tỷ đạo đao kiếm từ chân trời cuồn cuộn bạo giết xuống ánh đao kiếm khí loạn bay sát phạt thiên địa ngũ đế ma thần thân thể gặp phải vô số đao kiếm chảy loạn chém phách nhất thời máu tươi mơ hồ trong miệng cũng là máu tươi cuồng phún, lập tức bị trọng thương. Diệp Thúc, Lý Thanh Sơn có vẻ kinh hãi, ôm thật chặt tỷ tỷ quan tài băng, hắn và quan tài băng có ngũ hành kết giới bảo vệ, ngược lại là không có bị thương. Nhưng ngũ đế ma thần, vì bảo vệ bọn họ hai tỷ đệ, nhưng là ngay tức thì tổn thương nặng, thoi thóp. Ha ha ha, luân hồi chi chủ tay sai, nương nương ngày hôm nay muốn giết ngươi, ngươi có thể chạy đi nơi nào. Liên trinh đại đế nhất kích thuận lợi, liều lĩnh cười lớn. Hắn nắm trong tay đao kiếm thiên tinh, sức chiến đấu so với Ngũ Đế Ma Thần, cường hãn quá nhiều, hai người hoàn toàn không có ở đây cùng một tầng thứ. Viên này đao kiếm thiên tinh, thiên tàm nương nương không biết rèn luyện nhiều ít năm, pháp bảo lực sát thương cực lớn, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản. Ngũ Đế Ma Thần ho khan kịch liệt một tiếng, ói ra đại học năm thứ nhất miệng máu bầm, tự biết hôm nay khó thoát tai kiếp, cấp vội vàng nắm được Lý Thanh Sơn cánh tay, móc ra một quả ngọc bội giao cho hắn, nói: "Thanh Sơn, ngươi đi lập tức" 10 ngày bên trong phải chạy tới Thánh Thiên phủ, ngươi phụ thân ở chờ ngươi. Ở thấy ngươi phụ thân trước, trừ ngươi Diệp đại ca, không nên tin người bất kỳ, cũng không muốn cùng người bất kỳ rời đi. Nhớ, ngươi chỉ có 10 ngày thời gian, một khi thời hạn đi qua, Thánh Thiên phủ cao tầng sẽ ngầm thừa nhận ngươi lịch kiếp thất bại, sẽ không lại thu nhận ngươi. Dừng một chút, lại tăng thêm giọng nói, cũng sẽ không lại cứu trị ngươi tỷ tỷ. Tập 2533. Nghe vậy, Lý Thanh Sơn trong lòng nhất thời rung động, chỉ cảm thấy ngũ đế ma thần hơi thở đang không ngừng suy yếu đi xuống, nói, "Diệp Thúc, vậy Thánh Thiên phủ ở nơi nào?" "Không thời gian hơn nữa, đi mau. Đi tìm ngươi Diệp đại ca. Hắn là trong truyền thuyết luân hồi chi chủ, hắn có biện pháp mang ngươi đi Thánh Thiên phủ." "Đi à?" Ngũ đế ma thần lớn tiếng gầm thét, ánh mắt lộ ra một chút đoạn tuyệt, đẩy ra Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa thì rơi xuống, như là một mặt mờ mịt đần độn. Sự việc phát sinh được quá nhanh, mới vừa ở phủ thành chủ thời điểm ngũ đế ma thần vẫn là càn quét toàn trường hình dáng hiện tại lại sâu bị thương nặng thoi thóp lý thanh sơn hoàn toàn ngây ngẩn khó mà tiếp nhận cái hiện thực này ngũ đế ma thần từ nhỏ đào tạo hắn ở lòng hắn bên trong là vừa thầy cũng phụ tồn tại hắn há có thể bỏ lại ngũ đế ma thần bỏ mặc ha 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 các ngươi hai cái tạp chủng cũng lúc này còn ngông muốn chạy trốn sao liêm trinh đại đế cười to bàn tay nặn quyết linh khí bạo dũng ra không ngừng thúc giục đao kiếm thiên tinh nhất thời cuồn cuộn đao kiếm sáng mở lần nữa tràn ra tới hoa cả mắt ánh đao kiếm ảnh từ chân trời chém đánh tiếp phải đem ngũ đế ma thần và lý thanh sơn cũng bầm thây vạn đoạn ngũ phương ngũ đế nhân đạo trí tôn luân hồi máu tươi đốt ngũ đế ma thần ánh mắt bỗng nhiên lướt qua một chút tàn bạo liều mạng cuối cùng một chút khí lực phóng lên cao giấu tay động một cái lại muốn tự bảo huyết mạch hắn bên trong có kiếp trước diệp thần lưu lại một giọt luân hồi máu tươi cái này giọt luân hồi máu tươi hàm chứa lục đạo luân hồi pháp bên trong trí tôn nhân đạo quy luật một khi tự bạo ngũ hành phong lôi cuồn cuộn đủ để ngay tức thì nổ tinh không ngăn cản người tán loạn ngươi muốn tự bạo hỏi qua nương nương chưa nương nương đã sớm ngờ tới ngươi muốn sắp chết vùng vẫy đao kiếm lôi phạt cho ta trấn áp liên trinh đại đế thấy ngũ đế ma thần muốn tự bạo không chút kinh hoàng tựa hồ hết thảy đều ở đây hắn nắm giữ bên trong lập tức giọt máu tế luyện đao kiếm thiên tình ung ung một hồi sấm vang vô số đao kiếm nổ tung hình thành lôi kiếp hóa thành kinh khủng thiên phạt dẫn đầu hạ xuống muốn áp chế ngũ đế ma thần huyết mạch ngăn cản hắn tự bạo viên này đao kiếm thiên tinh lại còn từ mang thiên phạt lôi kiếp có thể tưởng tượng được linh khí có bao nhiêu nồng nặc cũng không biết thiên tàm nương nương dùng nhiều ít thiên tài địa bảo rèn luyện luân hồi huyết mạch cũng là ngươi có thể trấn áp sao ngũ đế ma thần vành mắt hết sức nứt ra ánh mắt bén nhọn bên trong nhưng thấm ra một chút của ngạo và tự tin đây là thuộc về duy nhất luân hồi phép tắc của ngạo. Luân hồi huyết mạch, bao trùm chư thiên, không phải bất kỳ đồ có thể áp chế. Ngũ đế ma thần có kiếp trước diệp thần ban cho một giọt máu, hắn muốn tự bạo, cấp trên cũng chưa chắc ngăn được hắn. Hô! Ngũ đế ma thần trong huyết mạch nhất thời hiện ra một cái luân hồi chi bàn hư ảnh, hư ảnh bên trên có sáu đạo tinh vị, mà giờ khắc này thuộc về nhân đạo tinh vị lớn sáng lên, sáng chói lóa mắt. Đột nhiên chấn động một cái, liền đem đầy trời lôi kiếp trần vỡ. Cái gì? luân hồi huyết mạch, lại có thể cường hãn như vậy, một giọt máu đều như vậy nghịch thiên. Cái này không thể nào. Liên Trinh đại đế thấy một màn này, nhất thời hoảng hốt. Hắn tự nhiên biết luân hồi huyết mạch khủng bố, nhưng ngũ đế ma thần trong cơ thể, chỉ có một giọt máu tươi mà thôi. Chính là một giọt luân hồi máu tươi, hắn không hề đặt ở bên trong mắt. Nhưng hiện tại, ngũ đế ma thần như dùng kinh khủng khí tượng hung hăng nghiền nát hắn ánh mắt. Trong truyền thuyết luân hồi huyết mạch coi như chỉ là một giọt máu đều không phải là hắn có thể chấn áp coi như thiên tàm nương nương tới cũng không được bạo ngũ đế ma thần ánh mắt đoạn tuyệt không chút do dự nào trực tiếp từ bạo oanh luân hồi chi bàn nổ tung trong hư không nổ lên kinh khủng ngũ hành khí lưu đại biểu nhân đạo trí tôn ngũ phương ngũ đế kim mộc thủy hỏa thổ vân vân các loại ánh sáng điên cuồng hỗn loạn tàn phá xe lẫn nổ cuối cùng biến thành một đóa ngập trời mây hình nấm giọt liên trinh đại đế phóng thích ra ánh đao kiếm ảnh trong nháy mắt bị khí lãng nổ tách ra liên liên vậy đao kiếm thiên tình vậy bị to lớn chấn động bị nổ được lảo đảo lắc lư trên ngôi sao vô số đao kiếm gãy nhào biến thành phần mộ phế tích vậy tồn tại phốc xích mà liêm trinh đại đế đây càng bị nổ được hộc máu lập tức bị trọng thương luân hồi huyết mạch nổ lại có thể như vậy khủng bố khó trách cấp trên như thế kiên kỵ luân hồi chi chủ liêm trinh đại đế con ngươi co giúp lại rốt cuộc cảm nhận được luân hồi huyết mạch khủng bố ngũ đế ma thần chỉ là có một giọt máu mà thôi liền đem hắn nổ trọng thương nếu như là bản nguyên vẹn luân hồi huyết mạch một tí nổ hắn sợ rằng cặn bã đều sẽ không còn dư lại diệp thúc lý thanh sơn thấy ngũ đế ma thần từ bể thành một đóa đỏ thấm mây hình nấm nhất thời sững sờ tại chỗ rung động được không nói ra lời ở lòng hắn bên trong ngũ đế ma thần vừa thầy cũng phụ hiện ở người sư phụ này cho phụ thân vậy tồn tại nhưng bởi vì vì bảo vệ hắn hoàn toàn chết biến mất đáng chết tới trễ một bước bầu trời phương xa xuất hiện một đạo thân ảnh nhưng là diệp thần diệp thần thấy đao kiếm thiên tinh khí tượng sau đó cũng cảm giác được không ổn lập tức truy đuổi chạy tới nhưng đao kiếm thiên tinh ngôi sao này cực kỳ nặng nề phía trên hiện đầy vô số sắt thép đao kiếm ở không cách nào tưởng tượng sức nặng dưới áp chế liền thời không đều vặn vẹo ở vặn vẹo thời không bên trong phi hành diệp thần coi như đem hết toàn lực nhưng vẫn là tới trễ một bước làm hắn chạy tới hiện trường thời điểm ngũ đế ma thần đã tự bạo nhìn vậy ngút trời đỏ tươi nổ mây khói diệp thần nội tâm một hồi bi thương có lẽ đây chính là số mệnh cùng khí số kiếp trước luân hồi chi chủ chết sau đó luân hồi sáu ma thần khí số liền đã đến cuối coi như cưỡng ép kéo dài tánh mạng kết quả cũng là khó thoát chết nhưng mà khó khăn phải cùng ngũ đế ma thần gặp lại giờ phút này nhưng muốn trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt mình diệp thần bên trong lòng đang dì máu cưu hận ngập trời cùng lửa giận đang cháy thiên tàm nương nương ta muốn giết ngươi diệp thần ánh mắt nổ lên kinh khủng sắc khí ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm liêm trinh đại đế liêm trinh đại đế chỉ là một giới quyền thôi chân chính nguyên hung là thiên tàm nương nương vậy đao kiếm thiên tinh cũng là thiên tàm nương nương pháp bảo ngũ đế ma thần chết thảm đều là thiên tàm nương nương tàn nhẫn độc đại ca lý thanh sơn thấy diệp thần tới trong lòng dâng lên ngập trời đau buồn và ủy khuất kêu to lên luân hồi chi chủ là ngươi bị thương nặng liêm trinh đại đế phát hiện trung quanh luân hồi toàn bộ khí tức tràn vào diệp thần thân thể ngay tức thì biết diệp thần thân phận đáng tiếc hắn bây giờ bị nổ trọng thương tuyệt đối không phải diệp thần địch thủ rút lui cơ hồ là ngay lập tức liêm trinh đại đế quyết định thật nhanh xoay người chạy giết người ta ngươi còn muốn chạy diệp thần ánh mắt rét lạnh hít thở sâu một tí còn sót lại ở trung quanh ngũ hành luân hồi quy luật lập tức bị hắn hấp thu ngũ đế ma thần mặc dù tự bạo nhưng ngũ hành luân hồi quy luật cường hãn dị thường trong chốc lát cũng sẽ không tiêu tán diệp thần hạ xuống nơi đây liền đem kiếp trước quy luật toàn bộ thu thập đến mình trong huyết mạch vù vù lục đạo luân hồi pháp luân bàn hư ảnh từ diệp thần sau lưng nổ lên ở nơi này luân bàn hư ảnh trên xúc sanh đạo ngạ quỷ đạo nhân đạo tinh vị cũng nổi lên vạn dặm thần quang huy hoàng vô địch hiện tại diệp thần đã thu tập được ác quỷ ma thần huyền tấn ma thần ngũ đế ma thần ba vị người làm quy luật luân hồi huyết mạch tiến một bước mạnh mẽ lục đạo luân hồi pháp khí tượng tự nhiên cũng lớn lớn tăng lên ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm diệp thần quát lên một tiếng lớn nhân đạo trí tôn ngũ hành ánh sáng bỗng nhiên nóng rực hóa thành một chuôi không biết có nhiều ít vạn trượng dài chảm thiên tiên kiếm cái này cầm tiên kiếm đại biểu nhân đạo trung cực nghĩa sâu xa ngũ hành tuần hoàn ngũ đức từ đầu đến cuối trên thân kiếm tầng tầng ngũ hành tiên quang cuồn cuộn vần quanh lưu chuyển xe lẫn va chạm nổ lên phong lôi mang kinh khủng thiên uy chém chết hướng liêm trinh đại đế. Luân hồi chi chủ, tha mạng. Tham lang đại đế là sư huynh ta, xem ở do mặt mũi hắn, mời ngươi đại nhân có đại lượng, tha ta một mạng. liên trinh đại đế thấy bạo giết mà đến ngũ hành đại tiên kiếm, nhất thời lộ ra kinh hoàng kinh hãi thần sắc. Diệp thần lần nữa gót nhặt nhân đạo quy luật, vậy thật sâu lĩnh ngộ ngũ hành luân hồi diệu pháp, ngón này ngũ phương ngũ đế đại tiên kiếm, mang luân hồi huyết mạch thiên uy, sắp phạt hơi thở cực kỳ khủng bố, liêm trinh đại đế dưới trọng thương, căn bản không thể nào ngăn cản. Sống chết trước mắt, hắn truyền ra thần niệm và Diệp Thần trao đổi, hy vọng Diệp Thần có thể xem tham lam cho sói đại đế phân thượng, tha hắn một mạng. Cho ta chết. Diệp Thần vành mắt hết sức nứt ra, không có chút nào nói nhảm, trực tiếp cự tuyệt, ngũ hành đại tiên kiếm điên cuồng chém đi giết. Ở Liêm Trinh đại đế sợ hãi hối hận trong ánh mắt, ầm một tiếng, kiếm khí phong lôi nổ tung, trực tiếp đem hắn đánh giết thành đầy trời mảnh vỡ. Ô hu hu, liên trinh đại đế tiêu diệt sau đó vậy đao kiếm thiên tinh phiêu bay ra tựa hồ mang linh tính hướng một phương hướng chạy trốn xa đi ngay trước mắt biến mất không thấy diệp thần biết cái này đao kiếm thiên tinh là thiên tàm nương nương pháp bảo vô cùng cái linh tính cảm thấy được thiên biến cố lớn lập tức thoát thân bay trốn nơi này phát sinh hết thảy cũng sẽ chuyển tới thiên tàm nương nương trong lỗ tai bất quá diệp thần vậy không quan tâm dù sao thiên tàm nương nương hại chết ngũ đế ma thần hắn cũng không có hòa giải dự định đại ca chiến đấu hạ màn lý thanh sơn cơ hồ rơi lệ chạy tới diệp thần bên người không sao diệp thần than thở một tiếng nhìn ngũ đế ma thần dần dần nhạt đi đi xuống nổ mây khói ánh mắt mang theo một chút hoảng hốt lý thanh sơn bi thương nói đại ca diệp thúc chết ta biết sinh tử có số ngươi không nên quá thương tâm ngươi diệp thúc trước khi chết có thể có gì phân phó diệp thần trước mắt có rất nhiều nhiều phiền toái bây giờ không phải là bi thương thời điểm phải đưa mắt đi về trước xem. Đại ca, Diệp Thúc cho ta một quả ngọc bội, kêu ta tìm ngươi, nói kêu ngươi ở 10 ngày bên trong, mang ta đi Thánh thiên phủ. Lý Thanh Sơn móc ra một quả ngọc bội. Diệp thân nhận lấy vừa thấy, nhất thời cảm thấy một chút thiên cơ, lại có thể mơ hồ và hàng cổ thánh đế có liên quan. Mà xích Uyên Thánh Vương, chính là hàng cổ thánh đế sư đệ, thừa kế hắn di trạch mưa móc, cái này cái ngọc bội, hẳn là xích Uyên Thánh Vương thiếp thân vật, phía trên lưu lại thiên cơ đầu mối, có thể tìm được thánh thiên phủ vị trí chỉ có 10 ngày thời gian sau diệp Thân sắc mặt trầm xuống có cái này cái ngọc bội hắn có thể truy tố đến thánh thiên phủ vị trí bất quá thiên tàm nương nương cũng ở đây thánh thiên phủ bên trong tùy tiện đi trước sẽ không có kết quả tốt chỉ có ngắn ngủi 10 ngày chuẩn bị thời gian hoàn toàn không đủ lý thanh sơn nói ừ diệp thúc nói ta ta phụ thân bên kia tựa hồ có thời gian lúc nào yêu cầu ta phải trong vòng 10 ngày chạy tới nếu không vượt qua thời hạn, Thánh Thiên phủ cao tầng sẽ không lại chờ ta. Diệp Thần nhướng mày một cái, xem ra Xích Uyên Thánh Vương và Thiên Tàm nương nương tới giữa, tồn tại quyền lực tranh đấu. Thánh Thiên phủ rất nhiều cao tầng bị buộc đứng đội, Xích Uyên Thánh Vương thủ hạ thế lực, kia nhẫn có hạn, sẽ không cho Lý Thanh Sơn quá thời gian dài. Còn có 10 ngày, ngươi trước cùng ta hồi một chuyến Thái Huyền trận môn, hơi làm chuẩn bị, ta lại mang ngươi đi Thánh Thiên phủ. Diệp Thần suy tư một hồi, rất nhanh làm xong quyết định nếu như hiện tại đi thánh thiên phủ mà nói không có chút nào chuẩn bị chết như thế nào cũng không biết diệp thần dự định đi trước thái huyền trận môn tiếp trưởng đạo thống chuẩn bị sẵn sàng lại xuất phát đi thánh thiên phủ chắc tới kịp được đại ca ta đều nghe ngươi nhưng tỷ tỷ ta lý thanh sơn dĩ nhiên là nghe theo diệp thần mà nói nhưng nhìn xem tỷ tỷ lý phi tuyết quan tài băng nhưng là có chút lo âu lý phi tuyết thương thế chỉ hoãn một ngày hắn lo âu liền tăng thêm một phần dĩ nhiên là muốn nhanh lên một chút chữa trị. Ngắn ngủi 10 ngày mà thôi, nàng sẽ không xảy ra chuyện, ta trước đem nàng đâu vào đấy ở ta suối vàng trong thế giới. Diệp thần sử dụng hoàng tuyền đồ, lúc này đem Lý Phi Tuyết quan tài băng, đâu vào đấy đi vào. Lý Thanh Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, được rồi, đại ca, ta nghe người. Diệp thần cười một tí, cũng biết Lý Thanh Sơn và tỷ tỷ tách ra, trong lòng bỏ không được. Nhưng cái này phó quan tài băng, vẫn là quá trói mắt, nếu như một đường mang có thể sẽ kinh thế hãi tục trước hay là ẩn núp tương đối khá lập tức diệp thần hướng hư không bái một bái tưởng nhớ ngũ đế ma thần sau đó liền dẫn lý thanh sơn chạy tới thái huyền trận môn lần này cuối cùng không có bất chắc phát sinh nữa diệp thần và lý thanh sơn thuận thuận lợi lợi đi tới thái huyền trận môn thái huyền trận môn sơn môn tọa lạc tại thiên nhân vực phía tây vị trí đặc biệt bí mật có từng tầng một thượng cổ trận pháp che giấu lộ ra trận pháp vách ngăn ánh sáng có thể mơ hồ thấy bên trong sơn môn dãy núi liên miên thác nước treo ngược bạch hạc bay vút lên kỳ hoa thụy thảo khắp nơi tốt lâm tu trúc bưng là một khối linh khí đậm đà tu luyện bảo địa nơi này chính là thái huyền trận môn sao lý thanh sơn tò mò đánh giá chung quanh cũng không gặp chút nào bóng người tu la ma thần ngươi ở đâu diệp thần trong lòng yên lặng kêu gọi ùng ùng diệp thần trong lòng tiếng kêu vừa dứt hạ Thái Huyền trận môn bên trong liền truyền ra một hồi chấn động vang lớn. Tầng tầng trận pháp mở ra, trên bầu trời lại có một viên không rõ ràng hỗn độn tinh thần hạ xuống. Ngôi sao này, bề ngoài hiện đầy vô số trận pháp, thoáng vừa chuyển động thì có vạn nặng trận pháp ánh sáng toát ra. À, là độn giáp thiên tinh. Ai bản lãnh lớn như vậy, lại có thể đem khảm nạm ở trên trời trận trong tế đàn độn giáp thiên tinh tháo xuống. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền trận hoàng thấy ngôi sao này, nhất thời phát ra một hồi khen ngợi thanh âm kinh ngạc, hiển nhiên vật này bất phàm. Độn giáp thiên tinh. Diệp thần ánh mắt híp lại, cũng là tò mò đánh giá bầu trời trận pháp tinh thần. Độn giáp thiên tinh truyền thuyết, Diệp thần tự nhiên biết, đó là hỗn độn cửu tinh một trong, có thể xếp hàng tên thứ sáu. Không biết là phương nào cường giả đúc, trên ngôi sao hiện đầy vô cùng độn giáp trận pháp, cơ quan mê cung vân. Vân. Những thứ này độn giáp trận pháp, cơ quan mê cung, một bộc phát ra, thì có thể làm cho kẻ địch rơi vào sương mù dày đặc bên trong đi không thoát thân được, sống sờ sờ bị trận pháp mê cung buồn ngủ chết. Diệp Thần lại không nghĩ rằng, viên này độn giáp thiên tinh, nguyên lai là ở Thái Huyền trận môn bên trong, nghe Thái Huyền trận hoàng mà nói, ngôi sao này tựa hồ khảm nạm ở một cái trên tế đàn, liền ngay xưa Thái Huyền trận hoàng đều không có thể tháo xuống. Luân hồi chi chủ, mời lên tụ họp một chút. Tập 2534. Bỗng nhiên lúc này, độn giáp thiên tinh tinh thần bề mặt trái đất, sơ xuyên con sông vặn vẹo, trong phảng phất lại có thể huyễn hóa thành một tấm giàn nua mặt người phát ra thanh âm tang thương được diệp thần lấy làm kinh hãi cảm thấy tu la thần hơi thở tựa hồ cũng ở đây độn giáp thiên tinh phía trên thanh sơn ngươi ở chỗ này chờ ta thôi vẫn là cùng ta cùng đi đi diệp thần mơ hồ tới giữa cảm thấy lý thanh sơn là một khối có thể tạo tài trong lòng có đào tạo ý sau này khiêu chiến cấp trên hung hiểm trùng trùng tự nhiên là có một hơi điểm một ngọn đèn dùng hết cơ hội lớn mạnh tự thân thế lực, thu nạp Lý Thanh Sơn mà nói, cũng có thể hơn một phần trợ lực. Đa tạ đại ca. Lý Thanh Sơn trong lòng vui mừng, biết Diệp Thần là đồng ý hắn. Lập tức Diệp Thần mang Lý Thanh Sơn, ngự gió lên, đi tới độn giáp thiên tinh trên. Từ trên ngôi sao nhìn tiếp, có thể thấy Thái Huyền trận môn toàn cảnh, cả tòa Thái Huyền trận môn phơi bày bát quái phong thủy bố trí, mà ở tâm trận nhất hạch tâm, Diệp Thần thấy được một đạo quen thuộc bóng người, chính là Diệp Lạc Nhi. Diệp Lạc Nhi bị toàn bộ Thái Huyền trận môn bảo vệ, xung quanh có rất nhiều trưởng lão và cường giả bảo vệ. Thái Huyền trận môn trên dưới, ước chừng có hơn 5000 người, nội tình tương đương không tầm thường, nhưng so với Minh Long thần điện, vẫn có chênh lệch thật lớn. Cho nên, bây giờ đối mặt Minh Long thần điện ép sát, Thái Huyền trận môn lựa chọn khiêm tốn, không có bại lộ, ẩn núp dậy Diệp Lạc Nhi vị trí, tránh không cần thiết tranh đấu. Diệp Thần rất muốn lập tức bay xuống đi, và Diệp Lạc Nhi đoàn tụ, hít thở một hơi thật sâu, mới kiềm chế nội tâm xung động, bình tĩnh. Luân hồi chi chủ, trưởng môn nhân ở chờ ngươi. Độn giáp thiên tinh địa mạch bên trong, tiếp tục truyền ra thanh âm tang thương. Tiền bối ngươi là? Diệp Thần hỏi. Ta là Độn giáp thiên tinh tinh, tinh linh, nhưng trước kia và Minh Long thần điện đấu pháp, bị tổn thương nặng, sống không được bao lâu, ngươi vẫn là đi nhanh xem trưởng môn người đi. Thanh âm kia ha ha cười một tiếng, tựa hồ đã đem sống chết thấy ra, ngay lúc nói chuyện đổi giao dịch sơn hà biến hóa ra một con đường diệp thần nghe được minh long thần điện chuyện nhất thời trong lòng chấn động một cái nhưng cũng không có hỏi quá nhiều mà là mang lý thanh sơn dọc theo đường xá đi xuống dọc theo đường đi nơi gặp đều là tất cả loại trận văn độn giáp phù chiếu thượng cổ đồ đằng khắp nơi hiện đầy khí tức thần bí không cần thiết đã lâu diệp thần lý thanh sơn hai người liền đi tới một tòa trên núi hoang núi hoang đỉnh có một tôn đá xây thành ghế ngồi một cái trong gió tàn năm ông già đang ngồi ở đá chỗ ngồi chính là Tulama thần tôn chủ người tới Tulama thần ánh mắt đục ngầu thấy Diệp thần tới ho khan một hồi cả người hiện ra cực đoan yếu ớt và suy hủ hơi thở Tula ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng này Diệp thần lấy làm kinh hãi so với lần trước lúc gặp mặt Tulama thần hơn nữa già hơn nữa lộ ra một cổ dị thường suy hủ hơi thở đã sắp tới chết giả bước lần trước Tulama thần mặc dù già nua nhưng chí ít còn có cao thủ tông sư gió lớn phạm nhưng hiện tại hình dáng nhìn như và thế tục hành tương tự mộc bình thường cụ già kém không nhiều ta thay diệp cô nương che giấu thiên cơ hao phí cực lớn tinh lực hơn nữa ta cưỡng ép tháo xuống độn giáp thiên tình thiếu chút nữa thì bị thiên phạt giết chết dưới mắt còn có thể sống được đã coi là vận khí Tulama thần than thở một tiếng già nua trong mắt hơi híp không ngừng thở hào hển ngươi cái này người làm thật là to gan lại dám tháo xuống độn giáp thiên tinh, liền ta cũng không dám. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền trận hoàng nghe được Tu La -ma thần nói, hừ một tiếng, tựa hồ rất là bất ngờ. Tiền bối, cái này độn giáp thiên tinh rốt cuộc là lai lịch gì? Diệp thần một hồi tò mò, hỏi. Độn giáp thiên tinh là khảm nạm ở trên trời trận trên tế đàn tinh thần, giống như Minh Châu vậy tồn tại, mà thiên trận tế đàn là ta Thái Huyền trận môn cấm địa, ở môn phái đạo thống còn không thiết lập thời điểm, cái tế đàn này cũng đã tồn tại. Năm đó, ta tìm được cái tế đàn này, lấy này làm căn cơ, sáng lập thái huyền trận môn, nhưng cái tế đàn này nhân quả, liền ta cũng không có biện pháp hoàn toàn nhìn thấu. Chỉ biết là bên trong có một cái thiên trận, có vô cùng mạnh mẽ lực lượng bảo vệ, nếu như mở ra, đủ để bảo vệ hết thảy. Mà độn giáp thiên tinh, chính là tạo thành thiên trận một phần chia, hắn tùy tiện tháo xuống, rất có thể sẽ phá hoại toàn bộ thiên trận kết cấu, gặp cắn trả. Bữa trước trận tế đàn cắn trả, không phải người bình thường có thể tiếp nhận ngươi người làm lại còn không có chết thật là một cái kỳ tích thái huyền trận hoàng nhìn tulama thần hành tương tự mộc hình dáng một hồi kinh nghi hiện tại tulama thần trạng thái mặc dù đặc biệt yếu ớt nhưng chí ít còn dư lại một hơi nghe vậy diệp thần cũng là một hồi kinh ngạc lúc đầu thái huyền trận muôn còn có một cấm địa tồn tại hiện tại tulama thần tháo xuống tế đàn nạm tinh thần xúc phạm cấm chế nhất thời được nghiêm trọng cắn trả tula ngươi và minh long thần điện tranh đấu qua diệp thần ngưng trọng hỏi đúng vậy tôn chủ ta đem diệp lạc nhi mang tới sau đó minh long thần điện tự hồ có cảm ứng vận dụng thiên cơ thủ đoạn suy diễn ta đơn thuần là che đậy thiên cơ đã không che giấu được không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép tháo xuống tế đàn cấm địa độn giáp thiên tinh dựa vào các loại đại trận che giấu mới tính là tránh thoát minh long thần điện truy xét tu lama thần nói chuyện tức giận không có sức đặc biệt nhẹ nhưng vậy coi là rõ ràng Diệp Thần coi như là nghe hiểu, lúc đầu vì bảo vệ Diệp Lạc Nhi, Tu La thần mới mạo hiểm tháo xuống độn giáp thiên tinh. Tu La thần nói, thật may Diệp Lạc Nhi cô nương, tức tỉnh cửu thiên thần thuật, trên mình khí vận cực lớn, thay ta tiêu biết một phần chia thiên phạt cán trả. Nếu không ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cũng là bởi vì là một điểm này, mới dám mạo hiểm, nếu không, cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám. Ha ha, dẫu sao viên này độn giáp thiên tinh, nhưng mà liền ngày xưa Thái Huyền trận hoàng, cũng không dám hái xuống đầu thì ra là như vậy. Diệp thần trong lòng chấn động một cái. Rốt cuộc rõ ràng, lúc đầu Tu La Ma thần dám tháo xuống độn giáp thiên tình, không phải bởi vì hắn có bao nhiêu của ngông lợi hại, mà là bởi vì Diệp Lạc Nhi khí vận thâm hậu, có thể giúp hắn tiêu rõ ràng thiên phạt mà thôi. Nguyên lai là như vậy. Luân hồi mộ địa bên trong, Thái Huyền trận Hoàng biết trong đó quan hệ cũng là thư thái, đồng thời vậy âm thầm rung động cửu thiên thần thuật lợi hại, lĩnh ngộ cửu thiên thần thuật đại khí vận thiên thân cả ngày phạt đều có thể tiêu rõ ràng, đơn giản là vô địch. Diệp Thần hỏi, dưới mắt dựa vào Thái Huyền trận môn bản thân trận pháp, còn có độn giáp thiên tinh che chở, có thể chống đỡ bao lâu? Tu La Ma thần than thở một tiếng, nói, chỉ có thể chống đỡ một hai tháng, một hai tháng sau đó, Mi Long thần điện tuyệt đối có thể động phá hết thảy, tra tìm đến Diệp Lạc Nhi tồn tại. Diệp Thần cả kinh nói, nhanh như vậy, so dự chủ còn muốn ngắn. Ban đầu Tu La Ma thần mang đi Diệp Lạc Nhi thời điểm, còn dự chủ nói có thể chống đỡ 3 tháng, nhưng hiện tại liền độn giáp thiên tinh cũng tháo xuống, chống đỡ thời gian vậy như cũ như vậy thiếu. Tulama thần cười khổ một tí, nói, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Minh Long thần điện không biết đi nơi nào mượn được liền một viên đao kiếm thiên tinh, lợi dụng đao kiếm sát phạt, động phá thiên cơ, thiếu chút nữa thì cha tới nơi này, nếu như không phải là ta kịp thời tháo xuống độn giáp thiên tinh đối kháng, hiện tại Diệp Lạc Nhi cô nương đã bại lộ. Đao kiếm thiên tinh, thiên tảm nương nương. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái nghe được đao kiếm thiên tinh bốn chữ lập tức biết là thiên tàm nương nương bút tích lúc đầu thiên tàm nương nương lại có thể và minh long thần điện có hợp tác còn đã từng ban cho mượn đao kiếm thiên tinh ở hỗn độn cửu tinh bên trong bàn về uy lực đao kiếm thiên tinh có thể xếp hàng thứ hai nay cùng pháp bảo đao kiếm sát phạt hơi thở ác liệt vừa có thể công địch giết người cũng có thể xuyên qua thiên cơ điều tra được đủ loại tương lai sự việc đặc biệt huyền diệu ngũ đế ma thần và lý thanh sơn tung tích bại lộ bị liêm trinh đại đế đuổi giết lộ vẻ lại chính là đao kiếm thiên tinh thủ đoạn tôn chủ ngươi biết đao kiếm thiên tinh chủ nhân tulama thần một hồi kinh dị thiên tàm nương nương thân phận đặc biệt thần bí hắn vậy chưa từng nghe qua cũng không biết đao kiếm thiên tinh chủ nhân được rồi không nói cái này ngươi dính nhân quả đã đủ nghỉ ngơi cho khỏe đi diệp thần không có giải thích quá nhiều cầm tulama thần già nua tay chỉ cảm thấy hắn sức sống đang không ngừng trôi qua Tulama thần thở dài thậm thượt, khóe miệng nhưng là gợi lên một nụ cười, nói: "Tôn chủ, ta yêu cầu không phải nghỉ ngơi, mà là yên nghỉ. Ta đã chịu quá nhiều khổ nạn và hành hạ, ngươi tới đúng dịp, sau này thái huyền trận môn đạo thống, liên truyền cho ngươi, ta có thể an tâm chết." Tiếng nói rơi xuống, Tulama thần nhắm hai mắt lại, hô hấp lại là ngay tức thì dừng lại, sắc mặt mang tường hòa cùng giải thoát. Tula. Diệp thần có vẻ chấn động, mặc dù trong lòng đã có thay Tulama thần giải thoát chuẩn bị, nhưng từ đầu đến cuối không có mở miệng. Hiện tại cảm thấy Tulama thần bàn tay, ở tay mình trong lòng đổi được lạnh như băng. Diệp thần tất nhiên vô cùng chấn động. Lý Thanh Sơn tiến lên trước một bước, hắn cũng không biết Tulama thần sự việc. Hiện tại đột nhiên thấy này cùng biến cố. Môi vù vù động một tí, muốn nói gì, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Yên lặng bầu bạn ở diệp thần bên người. Hô! Tulama thần vừa chết, hắn thân thể liền tự động bốc cháy, một giọt luân hồi máu tươi. Từ trong cơ thể hắn bay ra, xe lẫn hung mãnh phách liệt la hơi thở lần nữa chui hồi diệp thần trong cơ thể vù vù diệp thần sau lưng luân hồi chi bản hiện lên phía trên đã có bốn cái tinh vị lóe ra vạn trượng thần quang theo thứ tự là ngạ quỷ đạo xúc sanh đạo nhân đạo atula đạo còn thiếu thiên nhân đạo và địa ngục đạo không có kích hoạt đau đớn kịch liệt từ diệp thần trong đầu phát ra cái này giọt luân hồi máu tươi bên trong không chỉ là bao hàm atula đạo trí nhớ còn có Tulama thần chọn đời võ đạo sở học tất cả loại trận pháp bí ẩn vân vân hiện tại dung hợp giọt máu tươi này bàn về trận pháp nói diệp thần ở thiên nhân vực đều không coi là yếu luân hồi chi chủ từ nay về sau ngươi chính là chúng ta thái huyền trận môn trưởng môn độn giáp thiên tinh tinh linh phát ra thanh âm giả nua tu la ma thần hiển nhiên sắp xếp xong xuôi hết thảy thái huyền trận môn trên dưới đều biết diệp thần muốn tiếp trưởng đạo chính thống sự việc bất quá diệp thần là luân hồi chi chủ thân phận chỉ có độn giáp tinh linh biết những đệ tử khác không hề biết chỉ lấy là Diệp Thần là Thái Huyền Trận Hoàng bí mật truyền nhân. Ban đầu Thái Huyền Trận Hoàng ở Dương Chân vực Huyền Vân Quan lộ ra linh, vô cùng đại chấn động liền Thái Huyền Trận môn. Gia trưởng lão suy diễn thiên cơ, biết Diệp Thần đích xác là Thái Huyền Trận Hoàng truyền nhân, cho nên vậy công nhận Diệp Thần địa vị. Luân hồi chi chủ, sau này ngươi ở Thái Huyền Trận môn danh hiệu, liền kêu U Huyền Chí Tôn, hiện tại hạ đi tiếp nhận môn nhân đệ tử triều bái đi. Độn giáp tinh linh chỉ điểm Diệp Thần, dưới mắt Tulama thần đã giải thoát, diệp thần chính là thái huyền trận môn chủ nhân mới ừ diệp thần gật đầu một cái lúc này mang lý thanh sơn từ độn giáp thiên tinh trên bay ra ngoài lý thanh sơn đáp xuống mà diệp thần như cũ ngự gió trôi lơ lửng ở trên trời ông một tiếng độn giáp thiên tinh đầu hạ một món sáng trói ánh sao ánh sao bao trùm ở diệp thần trên mình hình thành một bộ thở mạnh trôi giạt độn giáp đạo bào phía trên theo vô số kỳ môn ký hiệu cổ xưa đồ đằng chúng đệ tử nghe lệnh lập tức triều bái ta thái huyền trận môn đảm nhiệm mới trưởng giáo u huyền chí tôn độn giáp tinh linh phát ra cuồn cuộn thanh âm truyền khắp toàn bộ thái huyền trận môn rất nhiều thái huyền trận môn đệ tử hiển nhiên sớm có chuẩn bị một nghe được mệnh lệnh truyền xuống rồi giết hiện thân bối phận cao trưởng lão trực tiếp ngự gió bay đến trên trời chắp tay hướng diệp thần chiều bái bái kiến trưởng giáo trí tôn mà một ít thấp bối phận đệ tử thì trực tiếp quỳ xuống đất trong miệng đồng hô bái kiến trưởng giáo trí tôn trưởng giáo trí tôn văn thành võ đức công xây thiên cổ thừa kế thái huyền đạo thống chấn hưng nhật nguyệt lý thanh sơn vậy quỳ xuống kêu lên bái kiến trưởng giáo đại ca đám người nghe được hắn kêu trưởng giáo đại ca đều là chố mắt nghẹn họng rất giật mình diệp thần mỉm cười cười một tiếng treo lơ lửng trên khâu trung đón nhận mọi người chiều bái thằng nhóc sau này thái huyền trận môn chính là ngươi cơ nghiệp ngươi có thể đừng làm hỏng luân hồi mộ địa bên trong thái huyền trận hoàng thật thà thật thà nhắc nhở cái này thái huyền trận môn nhưng mà hắn tự làm sáng lập đạo thống hiện tại đối mặt minh long thần điện áp lực hắn cũng không cầu diệp thần có thể chấn hưng đừng lấy diệt môn là được yên tâm đi tiền bối ta biết diệp thần cười khổ một tí sờ một cái lỗ mũi bỏ mặc như thế nào bắt đầu từ hôm nay hắn chính là thái huyền trận môn trưởng môn ở thiên nhân vực bên trong trừ bắc lăng thiên điện chỉ ít lại thêm một cái đất đặt chân bắc lăng thiên điện mặc dù quan tâm mình nhưng làm chạm được đầy đủ lợi ích cũng là có thể vứt bỏ mình, mà Thái Huyền trận môn sẽ không. Nơi này có một triệu thuần long đan, là dùng thuần túy hoang cổ thiên long máu thịt đúc thành. Mọi người giữ tu vì phân phát. Lần này chúng ta đối kháng Minh Long thần điện, nếu như có thể vượt qua kiếp này, sau này nhất định có chấn hưng cơ hội. Diệp Thần khẽ mỉm cười, mới vừa đảm nhiệm trưởng giáo, vậy không có gì hay lễ vật, trực tiếp từ Hoàng tuyển Đầu bên trong điều ra một triệu thuần long đan, mưa to vậy tự nhiên đi xuống. Ban đầu luyện hóa hoang long thiên tinh. Diệp Thần ước chừng lấy được chục triệu viên thuần long đan, có thể nói là một đêm chợt giàu, hiện tại cầm ra một triệu, dĩ nhiên là một cái chuyện nhỏ. Hơn triệu thuần long đan, tự nhiên đi xuống, đan khí cuồn cuộn gầm thét, lại có thể phát ra long ngâm, trong hư không có từng cái long ảnh, đặc biệt nguy nga. Cái gì? Lại là hoang cổ thiên long máu thịt luyện chế đan dược. À, thật là tinh khiết hơi thở. Ta thậm chí cảm nhận được liền hỗn độ ngôi sao chập chờn. Trưởng giáo chí tôn, ngươi sẽ không phải là đem hoang long thiên tinh luyện hòa chứ chúng đệ tử tất cả trưởng lão thấy đầy trời tung rơi xuống đan dược nhất thời khiếp sợ không thôi mỗi một viên thuần long đan hơi thở cũng không có so tinh thuần hít thở một cái cũng giác tâm thần sảng khoái nếu như dùng lâu dài đi xuống đối với tu luyện nhất định là rất có ích lợi cũng có chút ánh mắt sắc bén trưởng lão và tinh nhuệ đệ tử nhìn thấu thuần long đan bất phàm trong phảng phất còn đoán được hoang long thiên tinh hơi thở hoang long thiên tinh đây chính là hỗn độn cửu tinh bên trong hạng thứ tư tồn tại coi như trong truyền thuyết vận mệnh đứng đầu tâm ma đứng đầu liên thủ cũng chưa chắc có thể luyện hóa nhưng hiện tại diệp thần như là luyện hóa ngôi sao này đúc thành vô số đan dược cái này thủ đoạn luyện đan có thể gặp có đáng sợ dường nào